và Thái Lan. Bây giờ sẽ là trận đấu đỉnh cao nhất của môn bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22 Indonesia. Đội bóng có phong độ cực kỳ ấn tượng và U22 Thái Lan, đội bóng đang quyết tâm tìm lại đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á. Cả hai đều đã sẵn sàng cho một trận đấu được dự báo là có chất lượng chuyên môn rất cao và giàu kịch tính ngày hôm nay. Đội hình xuất phát của U22 Indonesia gồm có thủ thành mang áo số 20 Hernando, đội trưởng số 5 Rizky Rizho, số 2 Bagas, số 4 Komang, số 7 Marcelino, số 8 Huitan Suleiman, số 9 Ramadan Sanata, số 13 Mohamed Haikan, số 14 Faza, số 15 Tofani và số 19 Dewanga. Huấn luyện viên trưởng ông Indra Syafri có hai sự thay đổi người. Haikan đã thay cho Pratama bị treo giò và Tofani đã thay cho Ananda Rehan ở vị trí tiền vệ trung tâm. Và bây giờ chúng ta cùng đến với đội hình xuất phát của đội tuyển U22 Thái Lan trong trận chung kết tranh huy chương vàng môn bóng đá nam của SEA Games 32. Trấn Dương Công Thành là thủ môn mang áo số 1 Sobonwit, cầu thủ số 6 đội trưởng Afandolo, số 2 Bukori, số 3 Chamongkon, số 4 Jonathan Kemdi, số 5 Song Chai, số 7 Chanarong, số 8 tiền đạo Tirasak, số 10 Achipol, số 17 Setasit và số 19 Chayapipat. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U22 Thái Lan là người ở bên phía tay trái màn hình, ông Isara Sitaro. So với trận bán kết thắng Myanmar 3-0 thì ông Sitaro đã có 3 sự thay đổi. Ở hàng hậu vệ, Chak Mongkon đã vào sân để thay cho Apisit. Trên hàng tiền vệ, Chayapipat thay cho Purachet. Và ở hàng công, Achipol thay cho Yosakon. Đây là những hình ảnh của các cầu thủ Indonesia sau khi họ vượt qua vòng bán kết. Còn đây là trận thắng của U22 Thái Lan trước U22 Myanmar tại bán kết. U22 Thái Lan đã dễ dàng vượt qua U22 Myanmar ở trận bán kết 2 của môn bóng đá nam với tỷ số 3-0 nhờ những pha lập công của Tirasak, của Len James và của Anand. Trong khi đó, U22 Indonesia đã phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng trước đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta trong thế phải thi đấu thiếu người. Đó rõ ràng là một trận đấu rất tiếc nuối dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Chúng ta đã chơi hơn người trong hơn 30 phút cuối trận và hoàn toàn có cơ hội để giành vé có mặt trong trận chung kết. Trên màn hình của chúng ta là danh sách tổ trọng tài điều khiển trận đấu này với người bắt chính là trọng tài người Oman, ông Mata Al-Hamin Kasim. Các trợ lý của ông Ali Kasim gồm có trợ lý thứ nhất trọng tài người Pakistan, ông Muhammad Ali. Trợ lý thứ hai trọng tài người Kuwait, ông Syed Ali. Và trọng tài bàn trọng tài thứ tư là trọng tài người Kuwait, ông Ama. Đây là Huitan Suleiman, một mắt xích rất quan trọng ở trung tâm hàng tiền vệ của các cầu thủ U22 Indonesia. Nhưng tại SEA Games lần này, Huitan Suleiman là cầu thủ về thực tế đã không đáp lại được sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Và đây sẽ là tiền đạo được kỳ vọng rất nhiều vào việc sẽ có thể xuyên thủng được mảnh lưới của U22 Thái Lan ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tiền đạo mang áo số 9 đó là Sananta, người đã có được 3 pha lập công ở SEA Games lần này. Huấn luyện viên Sritaro đánh giá rất cao sự nguy hiểm của các cầu thủ U22 Indonesia và cũng cho rằng đội bóng này có là một tập thể mạnh, thi đấu rất tốc độ. U22 Thái Lan cũng đã phải phân tích rất kỹ họ trước trận chung kết. Trận chung kết môn bóng đá nam đã được bắt đầu. Trong hiệp đấu đầu tiên thì các cầu thủ U22 Thái Lan trong trang phục màu xanh bảo vệ cầu môn bên phía tay phải màn ảnh của quý vị và các bạn. Marcelino Ferdinand vẫn là ngôi sao sáng giá nhất của U22 Indonesia, mặc dù anh năm nay mới chưa tròn 19 tuổi. Ferdinand, cơ hội đầu tiên. Vừa rồi là một pha bóng mà đội trưởng Efanolo đã để mất bóng rất nguy hiểm. May mắn cho cầu thủ Thái Lan là Marcelino Ferdinand đã không thể kiến tạo được một đường chuyền thuận lợi để cho đồng đội dứt điểm. Bagas. Các cầu thủ Indonesia đang tràn lên và đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao. Khả năng gây sức ép là một trong những điểm mạnh của Indonesia giải đấu này với một dàn cầu thủ đồng đều. Không có nhiều sự khác biệt về mặt trình độ giữa đội hình chính và đội hình dự bị. Họ có khả năng gây được một áp lực nghẹt thở và khiến cho hàng phòng ngự đối thủ phải mắc sai lầm.
viên Siafri đã từng thất bại tại SEA Games năm 2019. Trong đó có hai thất bại rất đáng chú ý trước đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta ở vòng bảng và trong trận chung kết. Nhưng với một đội hình chất lượng mà ông đã có trong tay, thì huấn luyện viên Siafri tự tin có thể vượt qua mọi đối thủ. Ông đã vượt qua cùng với các học trò, vượt qua một cách có phần hơi may mắn một chút trước đội tuyển U22 Việt Nam ở vòng bán kết và ngày hôm nay đối đầu với U22 Thái Lan trong trận chung kết. Đã 32 năm, U22 Indonesia chờ đợi huy chương vàng của môn bóng đá nam và họ đang rất khát khao. Vừa rồi là đường truyền hướng tới vị trí di chuyển của Fajar. Fajar chứ không phải là tiền đạo Salanta đang là cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho U22 Indonesia ở SEA Games này. Tiền vệ mang áo số 14 này đã có được 4 bàn thắng, nhiều hơn một bàn so với tiền đạo mang áo số 9 Salanta. Dứt điểm là của Marcelino Ferdinand. Những phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ Indonesia đang là những người nhập cuộc tốt hơn chứ không phải là các cầu thủ U22 Thái Lan. Ricky Rito, bộ đôi trung vệ của các cầu thủ Indonesia trong trận đấu hôm nay là số 5 Ricky Rito và số 4 Komang Trisnanda. Komang Trisnanda là cầu thủ đã ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận bán kết gặp đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta. Đây là Achipol. Bóng có vẻ đã chạm tay của cầu thủ mang áo số 10 bên phía U22 Thái Lan. Achipol chính là người đã ghi bàn thắng vào lưới của U22 Việt Nam trong trận đấu giữa hai đội ở vòng bảng, trận đấu cuối cùng mang nghĩa phân định ngôi đầu bảng khi mà cả chúng ta và U22 Thái Lan trước đó đều đã chính thức giành quyền vào bán kết. Một trận đấu rất hay, hấp dẫn và là một trong những màn trình diễn rất tốt của thầy trò huấn luyện viên Chu Xie ở giải đấu này. Hiệp 2 chúng ta đã gỡ hòa bằng bàn thắng của Lê Quốc Nhật Nam, đã kết thúc trận đấu với một điểm. Ngày hôm nay thì U22 Indonesia không thể có được lực lượng hoàn hảo. Họ thiếu vắng một mắt xích rất quan trọng bên phía bên trái, đó chính là Pratama Ahan. Cầu thủ với những cú ném biên không khác gì những quả đá phạt. Người đã phải nhận 2 thẻ vàng trong trận gặp U22 Việt Nam ở bán kết và ngày hôm nay bị treo giò. Đá thay cho Ahan là Haikan. Là sức ép được các cầu thủ Indonesia tạo ra. Marcelino Ferdinand. Fajar đã xin bóng nhưng Ferdinand quyết định dứt điểm. Hai cú dứt điểm trong khoảng ít phút của Marcelino Ferdinand nhưng đều rất thiếu chính xác. Có vẻ như hơi nóng vội một chút. Trước một cơ hội lịch sử để có thể giành được tấm huy chương vàng đầu tiên sau 32 năm ở môn bóng đá nam, chắc chắn các cầu thủ Indonesia cũng có những sự hồi hộp và cũng có những tâm lý nhất định. Điều đó khiến cho mặc dù đang gây sức ép rất lớn nhưng những cú dứt điểm của họ kể từ đầu trận chưa có được độ chính xác. Nó vẫn hơi vội vàng. Komang. Haikam. Pha xử lý của Dewangga. Đây là Fajar, không thể đến được vị trí của Fajar. Vẫn là một sức tấn công rực lửa của đội áo đỏ. Indonesia mà không giành huy chương vàng năm nay thì không biết bao giờ họ mới có thể giành được tấm huy chương vàng SEA Games ở môn bóng đá nam. Cơ hội đã đến rất gần. Trong quá khứ thì Indonesia đã từng 2 lần giành huy chương vàng bóng đá nam nhưng đó đều là những khoảng thời gian, thứ nhất là từ rất xa và thứ hai là đều là các đội tuyển quốc gia thi đấu, chưa phải là U22 hay U23. Vào năm 1987 trên sân nhà, trận chung kết họ đã thắng Malaysia sau 120 phút. Và 4 năm sau đó tại Manila, Philippines, Indonesia tiếp tục thắng Thái Lan sau loạt luân lưu để giành tấm huy chương vàng gần nhất mà họ có được ở môn bóng đá nam. Cách đây đã 32 năm. Tofani. Không có lỗi.
Pha phản công cho các cầu thủ Thái Lan rất nguy hiểm. Thủ môn đã băng ra, phạm lỗi rồi và sẽ có một chiếc thẻ vàng dành cho thủ thành Hernando. Pha phản công rất lợi hại của các cầu thủ U22 Thái Lan. Và nó là lời cảnh tỉnh đầu tiên của đội bóng này dành cho đối thủ. Cầu thủ U22 Thái Lan được hưởng một quả đá phạt rất thích hợp với những tình huống treo bóng bổng. Đây là cự ly khó có thể sút thẳng để ghi bàn thắng. Và bóng bổng sẽ là một lợi thế, đặc biệt là đối với những cầu thủ có chiều cao như trung vệ Jonathan Kembe, cao trên 1m9. Trận đấu đang diễn ra trong những phút đầu tiên với một tốc độ được duy trì rất cao và chất lượng chuyền bóng cũng như vậy. Nguy hiểm! Sẽ có phạt góc dành cho cầu thủ Thái Lan. Nếu như trận bán kết bóng bổng là lợi thế của Indonesia so với U22 Việt Nam thì bây giờ bóng bổng lại là lợi thế của Thái Lan so với Indonesia. Đây là pha bóng mà Đê Quang Gà đã phát huy đúng tố chất của một tiền vệ phòng ngự. Anh đã băng về để phá bóng ngay trên đầu của tiền đạo Tirasak. Chanarong và Setasit là những người đứng trước quả phạt góc này. Không được. Một tình huống đánh đầu chiến thuật của cầu thủ Thái Lan, nhưng bóng đã đập chân của đồng đội. Người đã có cú đánh đầu chiến thuật đó là Jonathan Kembe, lôi kéo người. Đương nhiên, đó là một chiếc thẻ vàng. Chapipat đã buộc phải kéo người để tránh đội nhà phải hứng chịu một đợt tấn công nguy hiểm từ phía U22 Indonesia. Một tình huống dứt điểm hút bóng của Chapipat. Và ngay lập tức anh phải chọn giải pháp an toàn là phạm lỗi với đối thủ. Cả Chapipat hay là thủ thành Hernando của U22 Indonesia đều đã buộc phải phạm lỗi và nhận thẻ trong những tình huống phạm lỗi cần thiết. Đường chuyền của Haikan, Marcelino. Haikan khá nhịp nhàng. Marcelino dứt điểm. Chúng ta thấy được đẳng cấp của Marcelino Ferdinand trong vòng vây của 5 tới 6 cầu thủ Thái Lan, nhưng tiền vệ áo số 7 này vẫn tự tin cầm bóng để dứt điểm. Thực sự thì những phút đầu tiên đang là những phút đầy lo lắng đối với những cầu thủ viên của Thái Lan. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý rất đẳng cấp và tự tin của Marcelino Ferdinand. Anh đã ở rất gần bàn thắng thứ 3 của mình tại SEA Games 32 này. Hai bàn thắng trước đều là những pha mở tỷ số vào lưới của đối thủ trong những trận đấu của U22 Indonesia vòng bảng. Và Marcelino Ferdinand chính là người dứt điểm nhiều nhất kể từ đầu trận với 3 lần dứt điểm của phía thành đối phương. Đây chính là Haikan, người đã thay cho ngôi sao Pratama Ahan ở trận đấu này. Một trận đấu mà Indonesia thiếu đi sự thứ vũ khí rất lợi hại là những quả ném biên không khác gì đá phạt của Pratama Ahan. Jonathan Kembe. Đấu vẫn đang diễn ra hấp dẫn, xứng đáng với đẳng cấp của một trận chung kết. Hai đội đều đã cho thấy được sự lợi hại của mình. Indonesia tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc với một thế trận tấn công rực lửa. Họ gây sức ép và tạo ra được những tình huống dứt điểm. Nhưng cơ hội nguy hiểm nhất có lẽ phải thuộc về các cầu thủ U22 Thái Lan. Với tình huống băng lên, buộc thủ thành Hernando phải lao ra ngoài vòng cấm và phạm lỗi. Hai đội bóng vẫn đang cho thấy sự cân tài, cân sức và một trận đấu rất khó đoán định. Đường truyền của Setasit không thể đến được vị trí của cầu thủ áo xanh nào.
Terasak cũng chính là người đang ghi bàn tốt nhất cho U22 Thái Lan. 4 pha lập công bằng với thành tích của người ghi bàn tốt nhất bên phía Indonesia là Faja. Lúc này thì cầu thủ ghi bàn tốt nhất của môn bóng đá nam là Nguyễn Văn Tùng của chúng ta với 5 pha lập công. Tình huống phạm lỗi của Cetasit với Taufani. Tiếp tục là một tình huống băng lên nguy hiểm. Đó là pha băng lên của Terasak. Quan sát rất nhanh. Cầu thủ U22 Indonesia và U22 Thái Lan có những sự trùng lập khá thú vị về những cầu thủ ghi bàn và số bàn thắng. Những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của hai đội đều có được 4 bàn. Faja bên phía Indonesia và Kirasak là những người có được 4 bàn. Sanata, tiền đạo của U22 Indonesia, và Jasakon, tiền đạo của Thái Lan cũng có được 3 bàn và họ cùng có hai cầu thủ ghi được 2 bàn. Bên phía U22 Indonesia là Marcelo Ferdinand và Titan Agung. Còn bên phía Thái Lan là Achipol và Anan. Một thế trận đôi công hấp dẫn đang được các cầu thủ của cả U22 Indonesia và U22 Thái Lan thể hiện trên sân vận động Olympic tại thủ đô Phnom Penh của Vương quốc Campuchia. Trận đấu cuối cùng của môn bóng đá tại SEA Games 32 này. Và thầy trò huấn luyện viên Indra Safri đang cho thấy họ đã có một sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về kể cả mặt chuyên môn cũng như về tinh thần để chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên sau 32 năm. Pha xử lý không thành công vừa rồi là của Cetasit. Witan Suleiman. Rito Marcelino, quả người rất tự tin. Nhưng sau đó Bagas là người đã để mất bóng. Bagas Achipon. Pha áp sát để giải nguy đúng lúc của Ricky Rito. Sông Trai Efandolo. Efandolo không có cầu thủ nào có thể cạnh tranh được với anh ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Một cầu thủ về chiều cao trung bình là khá khiêm tốn ở U22 Thái Lan cũng như tại SEA Games lần này, nhưng lại rất quan trọng trong việc kết nối giữa hàng phòng ngự và hàng tấn công. Chayapipat. Sông Chai. Lợi thế cho cầu thủ Thái Lan. Nguy hiểm, Achipon không kịp. Các cầu thủ Thái Lan luôn là như vậy, không vội vàng để tấn công, nhưng họ luôn có các tiền vệ biết thực hiện những đường chọc khe cực kỳ nguy hiểm cho những cầu thủ tấn công ở phía trên. U22 Thái Lan có thể thi đấu rất đùng đỉnh, nhưng họ tăng tốc ở những thời điểm quan trọng, những thời điểm cần thiết, những thời điểm có thể khiến cho hàng phòng ngự của đối phương dễ gặp tổn thương. Những trận chung kết môn bóng đá nam của SEA Games giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia luôn diễn ra rất kịch tính và cân bằng. Hai đội đã gặp nhau 3 lần trong các trận chung kết và 2 trong số đó đã phải giải quyết trên chấm luân lưu. Đó là vào năm 1991 sau khi Indonesia vượt qua Thái Lan 4-3 trên chấm luân lưu. Và sau đó vào năm 97 khi Thái Lan thắng với tỷ số 4-2 trên chấm 11m. Trận đấu còn lại cũng chỉ có cách biệt một bàn khi Thái Lan vượt qua Indonesia tại SEA Games năm 2013 với tỷ số 1-0. Indonesia vẫn là một đội bóng ít có duyên với các trận chung kết của đấu trường khu vực. Họ thường xuyên có mặt ở những trận chung kết nhưng thường xuyên về nhì. Với đấu trường SEA Games, Indonesia đã 4 lần về nhì vào các năm 1979,
1997, 2011 và 2013. Trong đó đáng chú ý 3 trong số 4 lần về nhì này lại là những kỳ SEA Games mà Indonesia là nước chủ nhà. Họ để thua trong những trận chung kết ngay sân nhà trước Malaysia năm 79, Thái Lan năm 97 và Malaysia năm 2011. Pha ra. Tiền vệ cánh mang áo số 14 này là một cầu thủ có khả năng sút xa rất tốt bên phía cầu thủ Indonesia ở giải năm nay. De Wanga. Sút xa. Cú sút xa cầu bay của trung vệ cầu măng Trisnanda. Bàn thắng ghi được vào lưới của U22 Việt Nam tại bán kết là bàn thắng đầu tiên của trung vệ mặc áo số 4 này ở SEA Games 32. Và thật trùng lập, không chỉ có cầu măng Trisnanda mà hai cầu thủ ghi bàn còn lại cho U22 Indonesia tại bán kết vào lưới của U22 Việt Nam đó là trung vệ Ferrari hay là tiền vệ Taufani đều ghi những bàn thắng đầu tiên của mình ở SEA Games lần này. Và thật trùng lập khi cả ba bàn thắng ở bán kết của cầu thủ U22 Indonesia đều là những bàn thắng đầu tiên của ba cầu thủ lập công. Sau cú dứt điểm từ rất xa của trung vệ Cô Mang thì huấn luyện viên Siafri đã có sự tán thưởng. Các cầu thủ Indonesia rất chịu khó sút xa kể từ đầu trận với những cú dứt điểm phải nói là rất táo bạo. Ở SEA Games lần này thì nếu xét về sự hiệu quả và nguy hiểm trong sút xa thì có lẽ không đội bóng nào làm được tốt hơn so với cầu thủ Indonesia. Đội bóng này đã có những pha làm bàn ngoài khu vực 16m50 rất đẹp mắt, không chỉ là của pha xa mà còn cả những tình huống lập công của Marcelino Ferdinand nữa. Chea Pipat, Bukori, Chanarong. Rất nguy hiểm. Có kịp không? Dù đã tăng tốc hết cỡ nhưng Trap Mông Cồn đã không thể theo kịp đồng trường của đồng đội. Trong trận đấu quan trọng gặp đối thủ được coi là khó chơi nhất tại SEA Games lần này của U22 Thái Lan, huấn luyện viên Isra Skitaro đã quyết định thay đổi bộ đôi tiền vệ trung tâm. Trận đấu này, bộ đôi tiền vệ trung tâm của cao thủ Thái Lan không phải là Kudrachet hay Leon mà được thay thế bằng Chea Pipat và Setasit. Pha xử lý vừa rồi là của Faza, một cầu thủ chạy cánh nhưng rất có duyên ghi bàn. Người đã ghi tới 4 bàn và đang là người ghi bàn tốt nhất của U22 Indonesia. Pratama Ahan bị treo giò, không thể thi đấu trận chung kết, khiến cho cầu thủ Indonesia mất đi thứ vũ khí cực kỳ lợi hại và nguy hiểm của họ, đó là những quả ném biên. Và tiền vệ phòng ngự De Wanga sẽ là người nhận trách nhiệm thực hiện những quả ném biên cho cầu thủ Indonesia trong trận đấu ngày hôm nay. Và chúng ta cùng xem là liệu anh có thể thực hiện những quả ném biên căng và xa như là Pratama Ahan hay không. De Wanga. Nguy hiểm. Và tỷ số là 1-0. 1-0 dành cho cầu thủ Indonesia. Và lại là hiệu quả từ những quả đá biên. Phút thứ 21 của trận đấu, đội bóng chủ động nhập cuộc chơi tấn công đã có được bàn thắng. Và người ghi bàn không ai khác đó chính là tiền đạo Sananta. Pha đánh đầu ghi bàn của tiền đạo mang số 9 này giúp cho anh có được 4 bàn thắng tại SEA Games này. Rất trùng hợp. Đúng là rất trùng hợp, bàn thắng mở tỷ số trong trận chung kết cũng rất giống với bàn mở tỷ số trong trận bán kết với đội tuyển U22 Việt Nam. Chỉ có điều khác biệt khi mà Pratama Ahan không có thì đã có De Wanga. Vâng, có thể coi đây là một tình huống đốt lưới nhỉ. Bóng đã chạm vào đùi của trung vệ Sông Trai. Lực ném biên thì có lẽ không thể bằng Pratama Ahan được, nhưng sự nguy hiểm mà nó tạo ra cũng rất lớn, tạo ra một sự sộc sạch và rối loạn trong hệ thống phòng ngự của U22 Thái Lan. Và điều đó đã phát huy hiệu quả. 1-0 cho UAE Indonesia. Bảng tỷ số có thể điền tên Sananta, nhưng xem lại phạt quả chậm thì sẽ rất chính xác nếu như
Bàn thua vừa rồi của U2 Thái Lan được tính cho lỗi phản lưới nhà của trung vệ Sâu Trai. Trung vệ này đã chạm bóng ở trước vạch cầu môn, bóng chạm vào đùi của anh và đổi hướng khiến cho thủ thành Somonwit đã không thể nào phản xạ được. Việc có được bàn thắng mở tỷ số được coi là từ khá sớm cho cầu thủ này dành cho cầu thủ Indonesia sẽ là chất xúc tác để cho trận chung kết vốn hứa hẹn ngay từ đầu là hấp dẫn sẽ trở nên hấp dẫn hơn, bởi chắc chắn là cầu thủ Thái Lan sẽ khó chấp nhận việc bị dẫn bàn khi một khép lại. Witan Suleiman hơi chậm, trọng tài xác định không có lỗi, không có lỗi trong pha cản phá vừa rồi của Bukuri. Chanarong, Bukuri không được, và pha bóng an toàn của trung vệ cột bằng Trisnanda. Đây là lần đầu tiên U2 Thái Lan của huấn luyện viên Sitaro bị dẫn trước tại giải đấu năm nay, và chúng ta sẽ cùng chờ xem phản ứng của U2 Thái Lan là như thế nào. Trong khi đó thì cả 6 trận đấu của U2 Indonesia ở giải đấu này họ đều dẫn trước, và 5 trận trước thì họ đều đã thắng. Một sự khởi đầu đầy hưng phấn của các cầu thủ U2 Indonesia, và chúng ta cũng thực sự bất ngờ khi mà Pratama Ahan không xuất hiện ở trên sân, nhưng bàn thắng mở tỷ số vẫn rất phong cách. Phong cách vẫn rất giống những pha ném biên của Pratama Ahan. Tofani, pha cài người cho thấy sự tự tin cao độ của Marcelino Ferdinand. Và còn phản công dành cho Indonesia. Marcelino đã không thể chiến thắng trong pha chạy cướp bóng vừa rồi. Như vậy là trọng tài xác định bóng đã chạm tay của một cầu thủ áo đỏ và đá phạt dành cho U2 Thái Lan. Hàng phòng ngự của U2 Indonesia không phải là không có những lỗ hổng. Bằng chứng là hai lần vươn lên dẫn trước. Nhưng các cầu thủ Indonesia cũng hai lần để cho U2 Việt Nam cỡ hòa ở trận bán kết. U2 Thái Lan nếu như họ tăng cường sức ép và khai thác được kẽ hở nơi hàng thủ đối phương thì vẫn còn hy vọng, bởi vì thời gian của trận đấu vẫn còn rất nhiều. Đá cầu lôi việt vị của cao thủ Thái Lan, người đá cao nhất trên hàng tấn công của U2 Indonesia đó là Sananta đã góp công trong bàn thắng mở tỷ số của đội bóng này. Còn người đá cao nhất trên hàng tấn công của U2 Thái Lan đó là Tirasak đến thời điểm này chưa có được một pha bóng nào thực sự nguy hiểm đối với khung thành của thủ môn Enado. Thời gian còn lại của hiệp 1 trận đấu và còn cả hiệp 2 phía trước nữa vẫn còn rất dài. 1-0 chưa phải là một tỷ số khiến cho cao thủ Thái Lan gặp phải quá nhiều khó khăn, nhưng họ sẽ cần phải đặc biệt cảnh giác, vì nếu dâng cao tấn công và để hỏng hàng phòng ngự, khi đó khả năng phải nhận bàn thua thứ hai sẽ là rất lớn. Và nếu như để cho Indonesia dẫn trước với cách biệt 2 bàn thì khả năng để lội ngược dòng của U2 Thái Lan là vô cùng khó. Efanolo đá phạt cho Thái Lan. Cầu thủ Indonesia pressing liên tục ngay bên phần sân đối phương. Họ khiến cho những pha triển khai của U2 Thái Lan ngay từ bên phần sân nhà cũng đã gặp những khó khăn. Lỗi của Taufani. Ở trận bán kết thì Taufani là người vào sân trong hiệp 2 để thay cho Ananda Riahat. Trận này thì anh đã được đá chính ngay từ đầu. Quả đá phạt cho các cầu thủ Indonesia sau pha phạm lỗi của Jonathan Kennedy. Cơn khát huy chương vàng SEA Games
sau 32 năm đang gần tới thời điểm giải tỏa hơn bao giờ hết đối với thầy trò huấn luyện viên Indra Safri. Các cầu thủ Indonesia họ sẽ cần phải thi đấu tập trung và cảnh giác giống như khi chưa có được lợi thế dân bản. Đây là Dewangga, người đã thực hiện quả đá biên rất tốt để cho Sanata xâm nhập vòng cấm và tạo ra sức ép, khiến cho trung vệ Sông Trai đã có tình huống xử lý phản lưới nhà. Đã có va chạm xảy ra và trọng tài người Oman, ông Kasim, đang phải tạm dừng trận đấu để nhắc nhở các cầu thủ hai đội. Cũng dễ hiểu thôi, bởi đây là trận đấu cuối cùng, trận chung kết tranh huy chương vàng, nên những va chạm và xin rồng này là điều khó tránh khỏi. Và hai chiếc thẻ vàng đã được rút ra cùng cho hai cầu thủ mang áo số 4 và đều là các trung vệ. Jonathan Kambi của UAE Thái Lan và Komang Chisnanda của UAE Indonesia. Như vậy là đến lúc này trọng tài người Oman, ông Kasim, đã phải rút ra 4 thẻ vàng ngay trong hiệp 1. Dewangga nguy hiểm, bóng vẫn trong sân, pha ra đã liên tiếp thực hiện hai động tác giả nhưng không thể vượt qua được các cầu thủ tham gia phòng ngự bên phía UAE Thái Lan. Ném biên cho UAE Thái Lan. Sau động tác giả đầu tiên thì Faza hoàn toàn có thể tạt bóng vào. Thế nhưng có lẽ anh muốn thực hiện thêm một động tác giả nữa để có thể tạt bóng bằng chân thuận của mình. UAE Thái Lan họ cũng khát khao huy chương vàng. Mặc dù đã 16 lần đăng quang ở môn bóng đá nam SEA Games nhưng hai kỳ SEA Games gần đây nhất UAE Thái Lan đều thất bại. Và những người đăng quang đều là các cầu thủ Việt Nam của chúng ta. Tỷ lệ chiến thắng trong các trận chung kết SEA Games của Thái Lan cũng rất cao. Sau 21 lần từng vào chung kết môn bóng đá nam, họ đã chiến thắng 16 lần. Và đặc biệt khi giải đấu chuyển sang lứa tuổi U22 và U23 kể từ năm 2001, Thái Lan vào chung kết 8 lần và thắng tới 7 lần. Trận thua duy nhất là trận thua UAE Việt Nam vào năm ngoái tại Mỹ Đình với bàn thua của Nhâm Mạnh Dũng thực hiện cho UAE Việt Nam. Marcelino. Đến lúc này thì bảng tổng sắp huy chương coi như đã ngã ngũ ở top 3 đoàn dẫn đầu. Đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta đến thời điểm này đã có 135 huy chương vàng để yên tâm kết thúc SEA Games 32 tại Campuchia với vị trí nhất toàn đoàn. Đoàn Thái Lan với 107 huy chương vàng cũng chắc chắn ở vị trí thứ hai chung cuộc, và đoàn Indonesia với 84 huy chương vàng là đoàn đang đứng ở vị trí thứ ba. Chủ nhà Campuchia với 78 huy chương vàng chỉ có được thành tích thứ tư chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương. Nhưng dù sao, đây cũng là một kỳ SEA Games rất thành công của Campuchia trong lần đầu tiên họ đăng cai một kỳ SEA Games. Các vận động viên, huấn luyện viên, các trọng tài, các quan chức, các phóng viên đánh giá rất cao về công tác tổ chức của nước chủ nhà. Thái Lan có liên tiếp hai sự thay đổi người để có thể hy vọng thay đổi được cục diện của trận đấu. Anan và Phong Sakon là những người vào sân. Như vậy là Bukori cùng với Ashipon là những người sẽ phải rời sân để nhường vị trí cho Phong Sakon và Anan. Bây giờ là quãng thời gian cooling break, quãng thời gian để cho các cầu thủ được tiếp nước, được làm mát, và cũng là cơ hội để cho các huấn luyện viên. Halo para pengejar. Pak, saya bantuin ya. Kejar ini, kejar itu, kejar. Keep calm. Pasti ada diskonnya. Pesan GrabCar pakai promo YouGrab. Thái Lan vẫn đang gặp khó khăn trong trận chung kết này. Còn UAE Indonesia với khả năng tấn công mạnh mẽ của mình, họ đang có được điều mình cần, đó là bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Đây chính là bàn thắng mở tỷ số của UAE Indonesia.
với quả ném biên không mạnh như Prathama Ahan nhưng cũng đủ tạo ra sự rối loạn cho hàng phòng ngự của U22 Thái Lan. Một tình huống đốt lưới nhà và nó cho thấy được hiệu quả ở những cú ném biên không khác gì những tình huống đá phạt của các cầu thủ U22 Indonesia là lợi hại như thế nào. Chưa có trận đấu nào tại SEA Games 32 này huấn luyện viên Isara Shitaro lại có những sự điều chỉnh về nhân sự sớm và nhiều đến như vậy như trận chung kết ngày hôm nay. Hai sự thay đổi người của huấn luyện viên Shitaro đang cho thấy ông muốn cầu thủ U22 Thái Lan sẽ cải thiện được khả năng tấn công biên. Anan vào sân để thay thế cho Archipol và hy vọng sẽ gia tăng được khả năng tấn công bên phía hàng cánh trái của U22 Thái Lan. Và cùng với đó, hậu vệ Bukuri được cho ra nghỉ và thay vào sân là Phong Sakon. Phong Sakon được kỳ vọng sẽ cùng với Chanarong tạo ra những pha phù hợp ăn ý bên phía hàng lang cánh phải của cầu thủ Thái Lan. Bây giờ thì cầu thủ đã hết quãng thời gian nghỉ cooling break và quay trở lại để tiếp tục thi đấu hiệp 1. Và lại là một quả ném biên nữa của Đế Quang Ca. Đế Quang Ca. Đúng là những quả ném biên của Đế Quang Ca còn lâu mới có thể đạt được yêu cầu về lực và độ chuẩn xác như Prathama Ahan. Nhưng dù sao, quả ném biên của tiền vệ phòng ngự báo số 19 này cũng đã để lại dấu ấn trong bàn mở tỷ số, có phần may mắn dành cho cầu thủ Indonesia. Vị trí tiền vệ phòng ngự là một trong những vị trí mà cầu thủ Indonesia có nhiều sự lựa chọn nhất. Đây là vị trí mà ít nhất tại SEA Games lần này huấn luyện viên Indra Safri đã có 3 thử nghiệm. Ngoài Đế Quang Ca thì còn có Ray Ahan và thậm chí là cả Taufani nữa cũng đã được sử dụng ở vị trí này. Đường chuyền của Sanata, Marcelino Ferdinand. Những đôi chân rất dẻo của Marcelino. Marcelino đã ngã nhưng trọng tài xác định không có lỗi đẩy người từ phía cầu thủ Thái Lan. Taufani, Rito, rất chính xác. Wita Suleiman, không được. Pha xử lý qua người là rất tốt. Một tình huống quạt bóng tìm được khoảng trống để dứt điểm nhưng cú ra chân của Wita Suleiman lực lại đi quá nhẹ và bóng đi không hiểm. Chúng ta cùng xem lại động tác mà Wita Suleiman đã vượt qua hậu vệ vừa vào sân Phong Sakon. Nhưng thay vì một cú cứa lòng với lực căng và góc xa thì tiền vệ trung tâm áo số 8 này lại thực hiện một cú dứt điểm, bóng đi nhẹ và tìm tới đúng vị trí của thủ thành Sobonwit. Va chạm đã xảy ra và trọng tài đã ra ký hiệu để cho các nhân viên y tế vào sân để chăm sóc. Có lẽ đó là tình huống va chạm giữa De Quang Ga và Setasit. Đúng như vậy, đã có động tác cùi chỏ khá kín của De Quang Ga. Setasit cùng với Jonathan Kennedy là hai cầu thủ hội quân muộn nhất của U22 Thái Lan ở SEA Games lần này vào các ngày mùng 7 tháng 5 và mùng 8 tháng 5, trong khi môn bóng đá nam đã khởi tranh từ ngày 29 tháng 4. U22 Thái Lan vẫn chưa thể tạo ra được áp lực hay những cơ hội rõ ràng sau khi để cho U22 Indonesia vươn lên dẫn trước. Bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Shiraro đang gặp rất nhiều khó khăn ở trên sân. Indonesia ngược lại chơi rất máu lửa. Họ không hề có sự lùi về hay nhường nhịn thế trận cho đối phương mà vẫn chơi pressing liên tục sau khi dẫn trước. Có thời cơ là Indonesia ngay lập tức tổ chức những tình huống lên bóng và những pha dứt điểm. Sau khi Indonesia dẫn trước, họ vẫn là đội bóng tấn công nhiều hơn và dứt điểm nhiều hơn so với đối thủ. Với một thế trận có phần khá bế tắc như những gì đã diễn ra trong những phút vừa qua của hiệp 1, rất có thể là trong hiệp 2, huấn luyện viên Shitaro sẽ tiếp tục có những sự điều chỉnh trên hàng tiền vệ. Và một trong những cái tên đang được những cầu thủ viên của Thái Lan kỳ vọng sẽ xuất hiện trên sân đó chính là Purachet. Tiền vệ mang áo số 14 này, dù chỉ mới có một bàn thắng tại SEA Games 32 nhưng lại để lại rất nhiều những dấu ấn trong những pha phối hợp tấn công cùng với các đồng đội.
tại SEA Games thì bất cứ tấm huy chương nào cũng có giá trị như nhau ở trên bảng tổng sắp huy chương. Nhưng công bằng mà nói, với những môn tập thể, đặc biệt là như môn bóng đá nam này, thì sẽ luôn là sự kỳ vọng rất lớn từ các đội tuyển bóng đá nam trong khu vực. Sự mong muốn sẽ còn lớn hơn với cầu thủ Indonesia khi họ đã khao khát có được tấm huy chương vàng SEA Games kéo dài 32 năm rồi. Chat bóng côn ném biên cho Thái Lan. Hiệp 1 đang dần trôi về những phút cuối và cầu thủ U22 Thái Lan mặc dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn chưa thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Quả tạt quá sâu của Chat bóng côn. Thành công, Marcelino không được. Một động tác khống chế bóng lỗi đáng tiếc của Sananta. Các tiền vệ của Indonesia trong trận đấu ngày hôm nay, họ ra quân với một quyết tâm rất cao độ, luôn là những pha áp sát không ngần ngại va chạm. Và vừa rồi tình huống phá bóng đã khiến cho Day Wanga là người đang bị đau. Trận chung kết rất máu lửa của các cầu thủ Indonesia để giải cơn khát 32 năm với tấm huy chương vàng bóng đá nam. Pha va chạm giữa Day Wanga và Setasit. Thêm một lần nữa, hai tiền vệ này lại va chạm với nhau. Trong pha va chạm trước đó giữa Day Wanga và Setasit thì Setasit là người bị đau hơn. Còn lần này, người đang nằm sân là tiền vệ của Indonesia. Day Wanga đang ôm mặt và tỏ ra rất đau đớn và nó đang mang tới những sự lo lắng đối với huấn luyện viên Indra Safri. Mặc dù vậy thì ông vẫn còn có những cầu thủ khác có thể bọc lót vào vị trí này nếu như Day Wanga không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Và hiện tại cầu thủ có thể thi đấu tốt ở vị trí này trong danh sách những cầu thủ dự bị của Indonesia đó là Rehan. Còn trên sân, Taufani cũng có thể được kéo về để đá vào vị trí của Day Wanga. Đó là trong trường hợp Day Wanga không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Efanolo. Hiệp 1 của trận chung kết tranh huy chương vàng môn bóng nam SEA Games 32 đang trôi về những phút cuối. Đây là phút thứ 40 và cơ hội dành cho cầu thủ Thái Lan. Anand. Tuyệt hơn đâu. Cơ hội. Quá nhẹ. Cú dứt điểm không gây ra nguy hiểm của Setasit. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp tấn công và dứt điểm của cầu thủ U22 Thái Lan. Marcelino rất tự tin. Faza đã nỗ lực để phối hợp cùng với Bagas nhưng đã không thành công. Đường chuyền của Setasit. Marcelino bị phạm lỗi và lại có thêm thẻ vàng nữa được rút ra. Chiếc thẻ vàng thứ 5 khi hiệp 1 còn chưa khép lại. Người nhận thẻ đó là Trạm Mâu Côn. Marcelino Ferdinand vẫn đang chứng tỏ anh là một mắt xích rất quan trọng. Ba cầu thủ của U22 Thái Lan đã phải nhận thẻ vàng trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là tiền vệ Chai Pipat và hai hậu vệ Jonathan Kambi và Chat Mong Kon. Còn bên phía Indonesia, đội bóng này cũng đã có hai cầu thủ phải nhận thẻ, đó là thủ thành Enando và trung vệ Komang Trisnada. Marcelino, tài năng trẻ của bóng đá Indonesia đang thi đấu tại Bỉ cho câu lạc bộ Danger đang có một kỳ SEA Games rất thành công. Rito Taufani. Bagas vẫn còn.
Bagas đã quá tham bóng. Một tình huống đã khiến cho cầu thủ của UAE Thái Lan phải nhảy lên để né đòn, đó là Chaya Pipat. Pha vào bóng bằng cầm giấy nguy hiểm của Bagas, và nếu như trọng tài thực sự nghiêm khắc thì tình huống vào bóng vừa rồi của Bagas cũng phải xứng đáng nhận thẻ. Rất may là anh đã thoát thẻ. Efanolo, Zulatakemi, cơ hội không còn nhiều cho các thủ U22 Thái Lan trong hiệp thi đấu đầu tiên này. Họ vẫn đang nỗ lực đẩy cao đội hình để gia tăng sức ép. Trong khi đó thì Indonesia đã pressing liên tục và tỏ ra hiệu quả trong những tình huống hạn chế khả năng lên bóng của đối phương. Hiệp 1 của trận chung kết vẫn đang diễn ra rất hay, hấp dẫn, kịch tính và quyết liệt. Không thiếu những tình huống va chạm ở trên sân, và nó cho thấy tính chất của một trận đấu quan trọng giữa hai đội bóng mạnh nhất ở giải đấu này. Pha qua chậm cho thấy một pha chơi bóng rất tiểu xảo của Taofani. Anh đã bị thất thế và đã chủ động thực hiện tình huống ôm chân cầu thủ của UAE Thái Lan. UAE Indonesia đang có nhiều lợi thế để khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn bàn. Ném biên cho cầu thủ Indonesia. Đây là vị trí ném biên gần tương tự giống với quả ném biên của De Guanga để giúp cho cầu thủ U22 Indonesia có được bàn mở tỷ số. Trong những quả ném biên ở khu vực giữa sân thì có thể người ném biên sẽ là cầu thủ khác, nhưng ở bên phần sân của U22 Thái Lan, đặc biệt là 1/3 sân trước khung thành của thủ môn Sobhanwit, thì De Guanga là người đang được lựa chọn để thay thế cho cầu thủ bị treo giò Pratama Ahan. De Guanga, bóng nằm gọn trong tay của Sobhanwit. Marcelino, số 7 của Indonesia luôn rất tự tin trong các tình huống cầm bóng và vượt qua số đông các cầu thủ của U22 Thái Lan. Pha lên bóng của cầu thủ Thái Lan, bóng không tới được vị trí của Anan và trọng tài xác định cũng không có lỗi của tiền vệ áo số 11 này. Rất nguy hiểm. Như vậy là sẽ có một quả đá phạt dành cho cầu thủ Thái Lan. Một cội rất tốt, ngay sát vòng cấm địa, góc sút rộng, vị trí rất đẹp. Trọng tài cho rằng là Chanarong là người đã bị phạm lỗi. Một quả đá phạt với một cự ly và góc sút cực kỳ lý tưởng để cho cầu thủ Thái Lan có thể gỡ hòa. Chúng ta cùng xem lại góc quay chậm. Như vậy là người đã bị thổi phạt đó chính là tiền vệ phòng ngự De Guanga. De Guanga đã có động tác đẩy người trong pha băng vào của Chanarong. Một cơ hội tuyệt vời để cho cầu thủ Thái Lan có thể nghĩ về việc có được bàn thắng gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại. Thời gian đã bù giờ của hiệp 1 là 3 phút. Một cú dứt điểm trực tiếp về phía khung thành đối phương. Có khá nhiều những sự lựa chọn cho cầu thủ đá phạt ở tình huống này. Góc cao bên trái, bên phải đều là những góc có thể mang tới sự nguy hiểm và khó dành cho thủ thành Ednano bên phía UAE Indonesia. Các thủ UAE Thái Lan nếu như muốn đăng quang, họ cần phải rất chắc chiêu những cơ hội của mình. Anan và Chanarong là những người đang đứng trước quả đá phạt. Bóng không qua hàng rào. Rất đáng tiếc cho các thủ UAE Thái Lan, họ không thể tận dụng được thời cơ. Vẫn còn. Lộn xộn. Một tình huống rất nguy hiểm về phía khung thành của Indonesia. Cầu thủ của Indonesia đang bị đau, đó là Taofani. Tiền vệ này đã lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự. Những phút thực sự sóng gió trước khung thành của thủ môn Hernando.
Có lẽ Tafani đã bị đau từ chính nỗ lực đấm bóng ra của người đồng đội thủ thành Hernando. Những phút cuối của hiệp 1 là những phút mang lại quá nhiều những sự lo lắng đối với những cầu thủ viên của Indonesia. Chỉ một chút nữa thôi thì Anand đã có thể ghi được bàn thắng gỡ hòa cho các cầu thủ Thái Lan. Đầu của Anand đã đập rất mạnh vào Taofani. Một tình huống mà Anand chủ động nhảy lên đánh đầu, nhưng khi mà thủ thành Hernando với lợi thế về chiều cao cánh tay đã gạt được quả bóng sang một bên, thì đầu của Anand lại đánh rất mạnh vào Taofani. Không có penalty. Va chạm xảy ra và hai cầu thủ đã ngã ra sân, nhưng trọng tài xác định không có penalty cho cầu thủ Thái Lan. Trọng tài cho tạm dừng trận đấu. Người đang bị đau là Witan Suleiman. Pha chơi lăn xả của Witan Suleiman đã ngăn cản tình huống dứt điểm trong vòng cấm của U22 Thái Lan. Chúng ta cùng xem lại. Cầu thủ đã có tình huống băng vào và dứt điểm hụt bóng là hậu vệ Phong Sakon. Thời gian đá bù giờ của hiệp 1 đã trôi qua. Sức ép mà các thủ U22 Thái Lan tạo ra trong phút cuối hiệp 1 là rất lớn. Một sức ép nghẹt thở. Và U22 Indonesia, đội bóng này đã phải rất nỗ lực để có thể đứng vững trong những thời điểm quan trọng này. Và để đứng vững thì U22 Indonesia cũng phải đối mặt với không ít những chấn thương. Witan Suleiman đã phải rời sân bằng cáng. Và trong danh sách của huấn luyện viên Indra Shafri, ông vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng khác để có thể vào sân để thay thế nếu như số 8 không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Và 2-0. 2-0 dành cho các cầu thủ Indonesia. Người ghi bàn đó chính là tiền đạo Sanata. Quá bất ngờ. Một tình huống chủ quan của thủ thành Sobonwit và hàng phòng ngự của Thái Lan, và họ đã phải trả giá. Những diễn biến không thể tin nổi trên sân Olympic trong trận chung kết của môn bóng đá nam. Pratama không có mặt nhưng Indonesia vẫn có một bàn thắng từ một quả đá biên rất mạnh. Và khi mà mọi thứ tưởng như đã chấm dứt với cách biệt 1-0 về nghiêng về phía Indonesia, thì họ bất ngờ có được bàn thắng thứ hai. Lỗi rất lớn trong bàn thua này thuộc về trung vệ được kỳ vọng nhiều của U22 Thái Lan, đó là Jonathan Kembe. Anh đã có tình huống che chắn cài người không kín và thực hiện tình huống phá bóng quá muộn. Phá chất thời cơ tuyệt vời của Sanata, và thủ môn của U22 Thái Lan là Sopongwit cũng đã hoàn toàn bị bất ngờ. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của tiền đạo Sanata đến ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 1. Những lợi thế quá lớn để cho cao thủ Indonesia bước vào hiệp thi đấu thứ hai. Và bàn thắng vẫn được công nhận. Trọng tài chính điều khiển trận đấu người Oman, ông Kasim vừa rồi đã ra trao đổi với các trợ lý của mình. Và bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của tiền đạo Sanata vẫn được công nhận. Và đó cũng là pha bóng khiến cho các cổ động viên của Thái Lan đến thời điểm này đang thực sự lo lắng, dù vẫn còn hiệp thi đấu thứ hai ở phía trước. Huấn luyện viên Isara Sitaro cũng đã có những phàn nàn với tổ trọng tài điều khiển trận đấu, nhưng quyết định đã được đưa ra. Trong cả hai bàn thắng của U22 Indonesia đều có những dấu ấn của Sanata. Bàn mở tỷ số là tình huống xâm nhập vòng cấm, tạo sức ép và khiến cho trung vệ sông trai của Thái Lan đốt lưới nhà. Và vừa rồi là một tình huống tận dụng sự lỏng lẻo ở hàng phòng ngự của U22 Thái Lan, cũng như là sự chủ quan của thủ thành Sopongwit để ghi bàn thắng thứ hai.
phút đá bù giờ thứ 7 của hiệp 1. Và đến lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu mới vang lên. U22 Indonesia dẫn với cách biệt 2 bàn khi hiệp 1 khép lại trong trận chung kết tranh huy chương vàng môn bóng đá nam trước đối thủ được đánh giá rất cao là U22 Thái Lan. Và Indonesia đang có rất nhiều lợi thế để có thể giải cơn khát huy chương vàng SEA Games sau 32 năm. Hai bàn thắng trong hiệp 1 của U22 Indonesia được ghi do một tình huống đốt lưới nhà của trung vệ Song Chai bên phía Thái Lan, và bàn trước thời cơ nhanh chóng ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 1 của tiền đạo Sanata. Quý vị khán giả thân mến, sau đây xin mời quý vị đến với phần bình luận giữa trận đấu của chúng tôi, và chúng ta sẽ còn quay trở lại với sân vận động Olympic tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia để theo dõi hiệp 2 trận đấu sau khoảng 15 phút nữa. Sân vận động Morodok Techo sẽ lại trở nên lung linh và hoành tráng. Để thay lời cảm ơn cho 18 ngày nỗ lực tranh tài của hơn 12.400 thành viên của 11 đoàn thể thao trong khu vực và cùng chia sẻ niềm tự hào của thể thao Việt Nam thì xuất sắc giành vị trí số 1 Đông Nam Á, kính mời quý vị cùng đón xem lễ bế mạc SEA Games 32 19h ngày 17 tháng 5 trên VTV5, ứng dụng VTV Go và kênh YouTube VTV Thể thao. Thắng, hãy nói về cái cách mà Indonesia đã chơi ở trong hiệp thi đấu đầu tiên đầy máu lửa và không thiếu đi sự hiệu quả của mình. Thật ra thì hai cái đội này từ xưa nay cứ hai đội gặp nhau là nó đã va nhau như này, dùng sức và mạnh mẽ như này, vì Indonesia thường ấy là sử dụng sức mạnh với tốc độ để hóa giải cái chơi khéo léo của chậm chạy khéo léo của cầu thủ U22 Thái Lan cũng như là bóng đá Thái Lan nói chung. Thì phải nói là tôi nghĩ là những cái gì mà cái lứa U22 Indonesia chúng ta đã chia sẻ rất là nhiều từ trước chương trình rồi, thì các em hôm nay tôi thấy là thi đấu gần như là rất là máu lửa, và họ nghĩa là gọi là ngàn năm có một, hôm nay họ phải cố gắng làm sao họ giành thắng lợi ở cái trận đấu ngày hôm nay. Và những gì họ thể hiện thì ở cái hiệp 1 vừa rồi họ làm cho các cầu thủ U22 Thái Lan gần như rất là bất ngờ. Họ pressing tầm cao và gây áp lực liên tục, và họ gần như là không cho nhiều các cầu thủ của Thái Lan có nhiều khoảng trống, và tôi nghĩ là một hiệp 1 họ chơi rất là hay. Trước trận anh Minh Đức cũng đã nói rằng là người Thái họ sẽ không có lợi thế nhiều về thể lực so với người Indo đâu, và chúng ta nhìn thấy những gì trong hiệp 1 cũng chứng minh điều đó, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ là các cầu thủ ở Indonesia họ có thể chất rất là tốt, và con người của họ rất là mạnh mẽ, và có những pha va chạm thì Minh Tân đều thấy là họ không thua kém và họ cũng rất là mạnh. Thì tôi nghĩ là với cái thể chất của họ thì không ngại gì các cầu thủ của U22 Thái Lan cả. Bây giờ thì anh Việt Quê, chúng ta nói về thứ vũ khí mang về bàn thắng mở tỷ số. Bây giờ thì cổ động viên Thái Lan, bóng đá Thái Lan đã hiểu cảm giác của chúng ta khi mà nhận những bàn thua từ những quả ném biên như thế này. Không có Pratama Ahan ở trên sân, nhưng mà đây là pha ném biên của Dewaga. Nó là một cú ném mạnh và có chủ đích, tất nhiên không thể so về lực với Ahan được, nhưng nó là một cú ném có chủ đích, và tôi cảm giác như đây là một cái tình huống đã được tập rất là rõ ràng, mọi thứ đều diễn ra rất là ăn khớp. Thực sự là ngạc nhiên. Chúng ta nghĩ rằng Pratama Ahan không có mặt trên sân thì sẽ khó có ai có thể thực hiện những quả ném biên mạnh kiểu như vừa rồi, và nó sẽ thiếu đi một cái miếng tấn công rất là đặc trưng và lợi hại của các cầu thủ Indonesia. Và tôi cảm giác là huấn luyện viên Suitaro của U22 Thái Lan cũng nghĩ rằng là
Indonesia khó có thể tìm ra được người thay thế cho Pratama Ahan ở cái khoản ném biên đấy. Cho nên cảm giác là các cầu thủ phòng ngự của Thái Lan, trong đó có bộ đôi trung vệ, đặc biệt là cầu thủ đã phản ở nhà sông Chai, là không sẵn sàng cho cái tình huống ném biên mạnh như vậy. Và chính vì bị động không sẵn sàng cho nên là khi mà ném biên vào như thế thì hàng phòng ngự của Thái Lan long ngóng và dẫn đến việc phản ở nhà. Chúng ta vẫn thấy là bàn thắng thì được tính cho Sanata, nhưng thực ra chúng ta xem lại kỹ pha phối chậm thì đó là tình huống phản ở nhà của sông Chai trung vệ bên phía U2 Thái Lan, đúng không ạ? Họ không sẵn sàng cho tình huống như vậy và họ nghĩ rằng là không ai có thể thay thế Pratama Ahan cả. Nhưng mà đúng là ngay cả chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng nghĩ rằng, chúng ta cũng nghĩ giống các cầu thủ Thái Lan, chúng ta cũng nghĩ giống huấn luyện viên Thái Lan là không ai có khả năng thay thế Pratama Ahan ném biên như kiểu thế cả. Nhưng cuối cùng vẫn có người thay. Và lại còn một điểm đặc biệt nữa, đó là thú vị. Đó là một điểm rất là đặc biệt nữa. Tôi nghĩ có lẽ là trên thế giới cũng không có nhiều tiền vệ trung tâm nhưng lại có sở trường ném biên. Bởi vì đó gần như chúng ta được gần như mặc định đó là một cái kỹ năng dành cho những hậu vệ biên, những cái người mà thường là được tập để cho những cái quả ném biên như vậy. Pratama Ahan cũng như vậy. Có lẽ là trên thế giới chỉ có Rory Delap thôi, một cái người rất là nổi tiếng với những quả ném biên không khác gì phạt góc và cũng là một tiền vệ trung tâm thôi. Anh Tuấn Anh nghĩ thế nào về cái bài tấn công rất thú vị này? Bán kết SEA Games ghi 2 bàn, chung kết SEA Games ghi 1 bàn, không thể đùa được nữa rồi. AFF sắp tới đây chúng ta sẽ phải tính đến điều này. Sự thực ra thì chúng ta để ý thì những quả ném biên của Dewangga cũng rất khó để có thể so sánh về chất lượng so với Pratama Ahan. Những quả ném biên của Pratama Ahan ấy có lực rất là căng và thường đi sâu vào trong khu vực 16-50. Còn tình huống mà mang tới bàn thắng 10-0 đó là một tình huống ném biên mà chúng ta thấy là pha băng vào đánh đầu của Sananta. Nếu như không chạm vào chân của trung vệ sông Chai ấy, thì chắc chắn là thủ môn của Thái Lan đã bắt được bóng rồi. Nhưng mà trong một tình huống tích tắc như vậy và bóng lại ngay trước vạch vôi nữa thì cũng rất là khó để trách cứ đối với thủ thành Sopongwit. Ngày hôm nay thì thực sự ra là cái khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ Indonesia họ làm tốt hơn so với đối phương. Còn tôi vẫn bảo lưu cái quan điểm đó là về hàng tiền vệ thì các cầu thủ Thái Lan ấy, tiền vệ của họ vẫn kiểm soát bóng rất là tốt. Hiệp 1 thì các cầu thủ Thái Lan họ đã phải trả giá với những sai lầm ở hàng phòng ngự. Cả hai bàn thua đều như vậy. Bàn đầu tiên là tình huống đốt lưới nhà của Sông Chai và ở bàn thua thứ hai thì có tới 3 cầu thủ cũng mắc lỗi. Vâng. Cả thủ môn Sopongwit cũng mắc lỗi và đặc biệt là bộ đôi trung vệ Jonathan Kembe và Sông Chai, những cầu thủ rất là cao to nhưng mà họ đã chủ quan. Họ đã cài người không kín kẽ và không phá bóng dứt khoát và để cho Sananta có một tình huống lốp bóng rất là kỹ thuật qua đầu của thủ môn Sopongwit. Và tôi nghĩ rằng là khi mà đã để cho cầu thủ Indonesia họ có được lợi thế dẫn 2 bàn rồi, và đặc biệt là cái khao khát 32 năm mà chúng ta đã đề cập rất là nhiều thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng khó khăn với cầu thủ Thái Lan ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Tình huống này anh Phạm Minh Đức có đồng ý với tôi không? Tôi nghĩ rằng là hàng phòng ngự Thái Lan rất thiếu đi sự liên lạc ở trong tình huống này. Cặp trung vệ không liên lạc với nhau, người này nhường việc cho người kia và họ cũng không liên lạc với thủ môn. Khi đó thủ môn băng ra, ai cũng nghĩ rằng là một trong ba cầu thủ này sẽ phải là người giải quyết được tình huống, nhưng mà rồi cuối cùng không một ai là người giải quyết tình huống cả và để như thế mà nhận bàn thua. Anh đánh giá như thế nào về bàn thua này của Thái Lan? Tình huống như này thì đầu tiên là thủ môn đi phán đoán bóng sai đầu tiên ra sớm quá, và tình huống thứ hai là một cái cậu trung vệ bọc lót là số 4 là bạn Jonathan ấy, chân chậm, là chân bạn ấy cao nhưng chân rất chậm để cho cầu thủ, mà thường tiền đạo thì chân nhanh hơn. Ở tình huống bóng đập đất qua đầu trung vệ sông Chai rồi thì ở tình huống đó là đúng là trung vệ phải lướt lên để phá bóng như Tuấn Anh vừa chia sẻ, nhưng mà Jonathan chân hơi chậm, là đã chậm một nhịp thôi thì cầu thủ số 9 của U2 Indonesia đã chân nhanh hơn và cố gắng với cái mu phước lên theo cái quán tính của mình thôi để đá vào trong cầu môn thôi, thì là nó đã không chạm chân được trung vệ và bóng đã qua đầu thủ môn. Thì tôi nghĩ là ở pha bóng này thì phải nói là đầu tiên là thủ môn phán đoán sai, cái thứ hai là trung vệ Jonathan là cũng chậm để cho cầu thủ của tiền đạo của Indonesia nhanh chân hơn. Đây là một cái lỗi trong cái sự liên lạc giữa ba người với nhau. Có một điều rất đáng tiếc cho Jonathan là trước trận đấu này thì anh cũng lên trang cá nhân của mình chia sẻ đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi khoác áo các đội tuyển của Thái Lan và sau đó thì anh sẽ chia tay bóng đá Thái Lan. Thế nhưng mà trong trận đấu cuối cùng và mắc phải một cái lỗi dẫn đến bàn thua như vậy, tôi nghĩ có lẽ là cũng là một lời chia tay mà Kembe chắc chắn là hiệp 2 anh ấy sẽ rất muốn làm một điều gì đó. Các cầu thủ Thái Lan sẽ có rất là nhiều điều cần phải làm trong hiệp thi đấu thứ hai này. Anh Việt Khuê, bây giờ 2-0 với một tỷ số như thế này, chúng ta nhìn thấy Thái Lan họ đã thay 2 người ở trong hiệp 1 rồi, và khi mà 2 người là cái thế trận nó vừa mới bắt đầu tốt lên được một chút thôi thì lại nhận một bàn thua thứ hai một gáo nước lạnh. Người Thái có thể làm được gì để thay đổi tình hình trong hiệp 2 đây? Tôi nghĩ rằng là kể cả những cổ động viên yêu thích Indonesia cũng khó nghĩ ra một cái cách biệt 2-0. Tức là nếu Indonesia họ thi đấu máu lửa, họ có thể dẫn với cách biệt 1 bàn
Nhưng nếu dẫn cách biệt 2 bàn trước Thái Lan trong hiệp 1 thì là điều tôi nghĩ là cũng gần như không ai nghĩ đến. Nhưng bây giờ 2-0 rồi và Thái Lan vấn đề tinh thần của họ cũng rất là lớn. Họ để mắc những sai sót có thể nói là ngớ ngẩn của bộ đôi trung vệ. Cả hai bàn thua đều là lỗi của bộ đôi trung vệ và bây giờ thì họ sửa sai cũng rất là, tức là nếu một bàn mong manh thì đôi khi chúng ta nghĩ rằng là Thái Lan hoàn toàn có thể lật ngược dòng. Nhưng mà hai bàn thì nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi nghĩ rằng hiệp 2 thì chắc chắn là huấn luyện viên Suzuki sẽ tiếp tục tung những cầu thủ tấn công vào sân, có thể là Yosakon người đã ghi được 3 bàn. Rồi cũng có thể là Kuraches, một tiền vệ cũng rất là cơ động, người đã có được 1 bàn. Nhưng vấn đề là sau những cái sự thay đổi người đấy để thực hiện tối đa 5 quyền thay người thì liệu Thái Lan có khởi sắc hơn hay không? Họ có tìm ra cách để khoan thủng hàng phòng ngự Indonesia hay không? Và cái sai lầm nơi hàng phòng ngự có tiếp tục mắc với các thủ Thái Lan hay không? Bởi vì chúng ta biết là Thái Lan dâng lên thì Indonesia họ lại phản công càng nhiều. Mà Indonesia phản công thì sắc thật, chúng ta thấy rồi trong trận U22 Việt Nam, họ chỉ cần một cơ hội thôi. Ở phút bù giờ cuối cùng, một cơ hội là họ ghi bàn ngay. Cho nên ngày hôm nay Thái Lan cũng mắc phải cái bẫy phản công đấy trong cái bàn thua thứ hai. Vâng. Tôi nghĩ rằng là chiến thắng đã hiện rất là rõ với Indonesia rồi. Vâng. Và hai bàn tôi nghĩ là một khoảng cách rất khó để Thái Lan san bằng cách biệt đó. Và Indonesia tôi nghĩ rằng là khả năng họ sẽ có được tấm huy chương vàng sau 32 năm chờ đợi. Vâng. Trước trận lúc xem trên một thì tôi với anh Minh Đức cũng có nói với nhau, nếu mà Indo dẫn trước thì còn chờ đợi xem Thái các hòa như nào, mà Thái dẫn trước thì xem chán lắm, tại vì Thái Lan họ mà dẫn trước họ cầm bóng, họ chuyền bóng, họ giữ cái thế trận của họ thì rất là chán thôi. Nhưng mà sang hiệp 2 bây giờ chúng ta mới được chờ xem Thái Lan sẽ tấn công thực sự như nào. Anh Tuấn Anh chờ đợi gì ở hiệp thi đấu thứ hai với chắc chắn là người Thái sẽ phải vùng lên? Tôi chờ đợi vào những sự thay đổi người của huấn luyện viên Sistaro. Trong danh sách dự bị của họ thì vẫn còn những cầu thủ tấn công chất lượng đã được thể hiện tại vòng bảng hay là tại bán kết, chẳng hạn như tiền vệ trung tâm Puracet mà đã đề cập ngay từ đầu, hay là tiền đạo Yosakon mang số 9 và thậm chí là Thirapak chân sút mang số 18 nữa. Thì đây có lẽ là ba cái tên mà tôi nghĩ rằng là sẽ có cơ hội. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là liệu đội tuyển khán giả truyền hình thân mến, xin kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với sân vận động Olympic tại thủ đô Phnom Penh của Vương quốc Campuchia để chuẩn bị theo dõi hiệp đấu thứ hai trận chung kết tranh huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32 giữa hai đội tuyển U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Hiệp 1 đã diễn ra với một thế trận hấp dẫn và chất lượng chuyên môn cũng được duy trì rất cao. Đội bóng đã tận dụng tốt những sai lầm của đối phương, đó chính là các cầu thủ U22 Indonesia. Hai bàn thắng mà đội bóng áo đỏ có được đều xuất phát từ những sai lầm ở hàng phòng ngự của U22 Thái Lan. Bàn thua đầu tiên là tình huống phản lưới nhà của trung vệ Song Trai, và bàn thua thứ hai ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1 tới từ sự chủ quan của bộ đôi trung vệ Jonathan Kennedy và Song Trai, và cùng với đó là sự chủ quan của thủ môn Sopongwit. Và đúng như dự đoán của chúng tôi, Puracet sẽ là cái tên được vào sân để tăng cường khả năng kiểm soát bóng và phát động tấn công ở hàng tiền vệ, và anh sẽ vào sân để thay thế cho Chai Pipat. Đây là sự thay đổi người thứ ba trong trận đấu này của cầu thủ U22 Thái Lan. Và bên phía U22 Indonesia, huấn luyện viên Indra Safri cũng có một sự thay đổi người,
Và đương nhiên đây là một vị trí để gia tăng khả năng phòng ngự từ xa. Đây Quang Ga tiền vệ phòng ngự vẫn được giữ ở trên sân. Và bên phía đội bóng áo đỏ, huấn luyện viên Zafri quyết định tăng cường thêm một tiền vệ phòng ngự nữa khi số 6 Reahan là người vào sân để thay thế cho Taufari. 2-0, một cách biệt với quá nhiều những lợi thế để cho cao thủ Indonesia có thể đăng quang ở môn bóng đá nam tại kỳ SEA Games lần thứ 32 này. Và đây là người hùng của UAE Indonesia ở trong hiệp 1. Một tình huống đánh đầu khiến cho trung vệ Songchai lóng ngóng đưa bóng phản lấy nhà. Và cuối hiệp 1 là một tình huống tận dụng sai lầm của các trung vệ bên phía UAE Thái Lan để tâng bóng qua đầu thủ môn Sopornwit. Hiệp 2 đã được bắt đầu và trong hiệp 2 của trận chung kết tranh huy chương vàng này, cầu thủ UAE Indonesia trong bộ trang phục màu đỏ là những người bảo vệ vào sân bên phía tay phải màn hình của quý vị khán giả. Với hai bàn thắng được tính trong hiệp đấu đầu tiên của trận đấu này, trong đó có cả một bàn do trung vệ đối phương phản lưới nhà, thì Ramadan Sanata đã vươn lên có được 5 bàn thắng, tức là cùng thành tích với tiền đạo Nguyễn Văn Tùng của đội tuyển U22 Việt Nam và cùng dẫn đầu sách ghi bàn. Người đang ghi bàn tốt thứ hai cho các cầu thủ U22 Indonesia là Faja với 4 pha lập công. Trận đấu đã liên tục được chứng kiến những tình huống quyết liệt ở trên sân. Không ít lần những các cầu thủ hai đội đã va chạm với nhau và dẫn tới việc cả hai đều bị đau. Những thẻ vàng cũng đã được trọng tài người Oman ông Kasin rút ra trong hiệp thi đấu đầu tiên, với 2 thẻ vàng dành cho Indonesia và 3 thẻ vàng dành cho các cầu thủ Thái Lan. Ngay trong hiệp đấu đầu tiên, sau khi để thua bàn đầu tiên thì ông Sritaro đã có tới 2 sự thay đổi người. Và vừa rồi khi mà Purachet vào sân để thay cho Chiapipat thì đó đã là sự thay đổi người thứ 3 của các cầu thủ Thái Lan, trong khi Indonesia mới thay 1 cầu thủ. Dứt điểm. Phá phối hợp nhỏ và người dứt điểm cuối cùng là Ramadan Sanata. Ngoặt bóng và sau đó phối hợp nhỏ với đồng đội của Sanata và Faja. Faja là người đã thực hiện đường truyền và Sanata là người dứt điểm. Cô Mang, trung vệ của Indonesia trong hiệp 1 cũng đã phải nhận một thẻ vàng. Và những trung vệ chắc chắn là chủ đề được bàn tán rất nhiều trong trận đấu này. Bàn đầu tiên của các cầu thủ Indonesia là lỗi của trung vệ Songchai. Anh là người đã chạm bóng cuối cùng trước khi lưới của U22 Thái Lan rung lên. Và bàn thứ hai là lỗi của trung vệ Jonathan Kembe. Hiệp thi đấu thứ hai này sẽ vô cùng khó khăn cho U22 Thái Lan và sẽ kiểm chứng bản lĩnh thực sự của đội bóng này. Sanata, Indonesia sẽ có rất nhiều những cơ hội để phản công. Đã có pha phạm lỗi của Sanata với hậu vệ của đối phương và thẻ vàng đã được rút ra cho cầu thủ này. Thẻ vàng thứ 3 của Indonesia. Trước đó, thủ thành Enado và trung vệ Komang của bóng này đã là những người phải nhận thẻ vàng trong trận đấu này. Lần đầu tiên UAE Thái Lan để cho đối thủ dẫn trước tại SEA Games năm nay. Và không những thế còn dẫn trước tới 2 bàn. Đã có những thời điểm UAE Thái Lan chơi tốt trong hiệp đấu đầu tiên khi mà tỷ số vẫn đang là không đều. Họ tạo ra được những tình huống tấn công sắc nét. Và đã có một lần cầu thủ tấn công đối mặt với thủ thành đối phương và buộc Hernando phải băng ra ngoài vòng cấm và phạm lỗi để nhận thẻ vàng. Kể từ sau bàn thua đầu tiên thì Thái Lan họ đã không còn là chính mình. Hàng phòng ngự vẫn tiếp tục mắc sai lầm. Còn những cầu thủ ở tuyến trên không đủ sắc sảo để tạo ra được những cơ hội rõ ràng.
Một trong những pha bóng đáng chú ý nhất của U22 Thái Lan trong những phút cuối của hiệp 1 là tình huống lộn xộn và cú đánh đầu hụt của Anan. Một tình huống chút nữa đã mang về bàn gỡ hòa cho các cầu thủ U22 Thái Lan trước khi họ để cho đối thủ phản công và ghi bàn thắng thứ hai. Khi cách biệt là một bàn thì những cơ hội là vẫn còn đối với U22 Thái Lan. Nhưng khi đã để cho U22 Indonesia dẫn với cách biệt hai bàn thì cơ hội để lật ngược dòng là vô cùng nhỏ. Nếu như không muốn nói tới là không thể xảy ra đối với cầu thủ U22 Thái Lan. Ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Indra Safri đã quyết định gia tăng khả năng phòng ngự với thêm một chuyên gia đánh chặn từ xa nữa, đó là Reahan. Và với bộ đôi tiền vệ phòng ngự là Reahan và Dewanga cùng góp mặt ở trên sân, chắc chắn là những pha phối hợp để tấn công của U22 Thái Lan sẽ không còn có nhiều cơ hội nữa giống như họ đã có được ở trong hiệp 1. Sananta, pha xử lý khá mạo hiểm của Phongsakorn. Đây là Phongsakorn, hậu vệ này sau khi vào sân đã có cơ hội để dứt điểm trong vòng cấm nhưng đã sút hụt bóng và khiến cho Quintan Suleiman của Indonesia phải rời sân bằng cáng. Còn đây là pha phạm lỗi của hậu vệ Zurot Komang Trisnada. Anh chính là chủ nhân của pha phát động bóng dài ngay bên phần sân nhà để giúp cho tiền đạo Sananta ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Cơ hội nguy hiểm, không thể dứt điểm trúng bóng. Và phản xạ xuất sắc của Enado, một pha dứt điểm ngoài vòng cấm với quỹ đạo bay cực hiểm của Setasit. Nhưng Enado đã kịp thời đổ người. Trước đó thì Anan đã sút hụt bóng. Một cú đặt lòng cực kỳ hiểm hóc của Setasit và chỉ có sự xuất sắc của Enado mới có thể cứu thua cho cầu thủ Indonesia. Bóng chạm đầu của tiền đạo Sananta. Marcelino. U22 Thái Lan vẫn đang tăng cường sức ép và họ đang cố gắng có được bàn thắng đầu tiên trong khoảng 15-20 phút đầu tiên của hiệp 2. Nếu không thể làm điều đó thì mọi thứ sẽ càng trở nên khó khăn hơn với các cầu thủ U22 Thái Lan. Dewanga, trọng tài đã thổi phạt Phongsakorn. Việc dẫn trước với cách biệt tới 2 bàn sau khi hiệp 1 khép lại giúp cho cầu thủ Indonesia họ càng tự tin hơn và quyết tâm hơn. Sau pha chuyền bóng cho Dewanga thì tiền đạo Sananta đang bị đau. Không biết là liệu có động tác đánh nguội từ phía các cầu thủ U22 Thái Lan hay không. Mọi thứ đều đang đứng về phía Indonesia trên hành trình giải cơn khát 32 năm huy chương vàng bóng đá nam. Nó đã đứng về phía Indonesia ngay từ trận bán kết gặp U22 Việt Nam của chúng ta khi họ chơi thiếu người trong hơn 30 phút nhưng vẫn có thể có được bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ cuối cùng. Và ngày hôm nay thì những sai lầm của hàng phòng thủ Thái Lan đã mang tới những món quà thực sự cho U22 Indonesia. Đứng trước quả đá phạt lúc này là Marcelino. Dứt điểm ngay. Một ý tưởng hay nhưng nó chưa đủ chính xác để mang tới sự đe dọa lớn hơn cho cầu môn của U22 Thái Lan. Đó là một quyết định thông minh của Marcelino Ferdinand. Chỉ tiếc là nó đã không theo đúng ý đồ của cầu thủ mang số 7 này. Thông thường trong những cự ly đá phạt như vừa rồi thì các thủ môn và hậu vệ đối phương sẽ phán đoán về các tình huống treo bóng bổng
hoặc chuyền bóng vào trung lộ cho tuyến hai bằng lề dứt điểm. Nhưng Marcelino Ferdinand đã quyết định đá bóng về phía sát cột 1. Phút thứ 10 của hiệp thi đấu thứ hai, U22 Thái Lan vẫn chưa thể tìm kiếm được bàn thắng rút ngắn tỷ số, mặc dù họ đã ở rất gần với mục tiêu đó sau cú ra chân của Setasit. Anan nguy hiểm, pha giải nguy của đội trưởng Riquelito. Một sự tập trung cao độ đang được cầu thủ Indonesia thể hiện kể từ đầu trận. Và đây là Irfan Zawahiri. Tiền đạo Sanata đã bị chấn thương ở vùng mạng sườn, anh không thể tiếp tục thi đấu và Irfan Zawahiri là người vào sân để thay thế cho Sanata. Sanata đang là người hùng của UAE Indonesia trận đấu ngày hôm nay khi để lại dấu ấn trong cả hai bàn thắng. Một pha đánh đầu khiến cho trung vệ đối phương Sông Trai lúng túng phản lưới nhà và một tình huống chấp thời cơ cực nhanh ở phút bù giờ thứ 5 hiệp 1. Anh rời sân trong những tràng pháo tay của những cổ động viên Indonesia. Ngoài Irfan Zawahiri thì các cầu thủ UAE Indonesia vẫn còn nhiều tiền đạo khác có thể thay thế vị trí để lại của Sanata, và một trong số đó là Titan Agung, người cũng đã có được hai bàn thắng ở SEA Games này. Một sự thay đổi người rất giống với trận gặp UAE Việt Nam của chúng ta, khi mà huấn luyện viên Siafri đã rút Sanata rời sân để nhường chỗ cho Irfan Zawahiri. Nhưng bối cảnh thì khác nhau. Ở trận trước là đưa một tiền đạo có sức khỏe rất tốt vào sân để thực hiện những tình huống phản công, còn ở trận đấu này thì buộc phải như vậy vì Sanata đã gặp chấn thương. Đường chuyền của Faza, bóng đi quá sâu. Zawahiri cũng là cầu thủ đã lập công tại SEA Games 32 này. Trước trận chung kết, cầu thủ U22 Indonesia đã có 9 cầu thủ ghi bàn tại SEA Games năm nay. Chanarong, cơ hội, xử lý quá chậm chạp và phạt góc dành cho các cầu thủ Thái Lan. Đường chuyền cuối cùng là của hậu vệ Phong Sa Gòn nhưng vẫn không thể chiến thắng được trung vệ đội trưởng Ricky Rito. Indonesia vẫn đang chơi với một sự tập trung cao độ nơi hàng phòng ngự. Hàng phòng ngự được chỉ huy bởi đội trưởng dày dặn kinh nghiệm Ricky Rito, tỏ ra rất chắc chắn và khiến cho U22 Thái Lan mặc dù tấn công nhiều nhưng không thể tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Số cơ hội nguy hiểm của họ là rất hiếm hoi sau khoảng thời gian hơn 10 phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai. Lại thêm một quả phạt góc nữa nhưng là ở cánh đối diện dành cho các cầu thủ U22 Thái Lan. Huấn luyện viên Sirtaro thực sự đang trải qua một trận đấu khó khăn nhất tại SEA Games lần thứ 32 này. Setasit là người thực hiện quả phạt góc tiếp theo cho U22 Thái Lan. Đã có lỗi của cầu thủ tấn công bên phía U22 Thái Lan với thủ thành Hernando. Trận đấu vẫn đang rất nóng và trọng tài vừa rút thẻ vàng. Một động tác không đẹp của tiền đạo Tirasak với thủ thành Hernando. Rất nhiều những chiếc thẻ vàng đã được trọng tài người Oman, ông Kasim rút ra ở trận đấu ngày hôm nay. Đến thời điểm này đã là 6 thẻ vàng, trong đó có 4 thẻ vàng dành cho cầu thủ Thái Lan. Tirasak đã có động tác kéo vào áo của thủ môn Hernando khi cho rằng thủ môn này cố tình nằm sân để câu giờ. Một bàn thắng cho cầu thủ U22 Thái Lan sẽ là chất xúc tác để giúp cho phần còn lại của trận đấu trở nên sôi nổi và nóng bỏng hơn, bởi khi đó hy vọng để có bàn thắng gỡ hòa và sau đó nghĩ tới cuộc lội ngược dòng là vẫn còn đối với cầu thủ U22 Thái Lan. Nhưng hiện tại với cách biệt là hai bàn thì những áp lực đang là quá lớn đối với cầu thủ áo xanh. Kế hoạch của U22 Thái Lan trong hiệp thi đấu thứ hai là gây sức ép và hy vọng có được bàn thắng sớm. Chỉ có vậy họ mới nuôi được hy vọng. Còn nếu càng để lâu thì cách biệt hai bàn
lại càng trở nên an toàn hơn với đội tuyển U22 Indonesia. Đây là phút thứ 60. Thái Lan đang đối mặt với nguy cơ đón nhận trận thua duy nhất của đội bóng này ở giải đấu năm nay. Với một nền bóng đá phát triển như Thái Lan thì để tuột tấm huy chương vàng SEA Games ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp cũng là một thất bại khó có thể chấp nhận. Lỗi của Anan với Bagas. Thời gian càng trôi đi, tấm huy chương vàng SEA Games chờ đợi 32 năm của bóng đá Indonesia đang tới rất gần với thầy trò huấn luyện viên Indra Safri. Không chỉ có những cổ động viên của Indonesia đang trực tiếp có mặt tại sân vận động Olympic ở thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, mà với những cổ động viên của Indonesia ở quê nhà thì họ giờ đây cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để ăn mừng tấm huy chương vàng. Không thể có cú ra chân của Marcelino. Cơ hội phản công dành cho cầu thủ Thái Lan. Không được rồi. Purachet. Rất hay. Pha lấy bóng cực kỳ kỹ thuật của hậu vệ Bagas. Marcelino. Có lẽ bóng đã chạm tay của cầu thủ áo số 7 này. Những sóng gió đã trôi qua trước khung thành của thủ môn Enano. Chúng ta cùng xem lại tình huống lấy bóng rất kỹ thuật của Bagas trong chân của Anan. Sự tấn công của U22 Thái Lan ở trong hiệp thi đấu thứ hai đã mạnh mẽ hơn, đã sắc sảo hơn với những sự điều chỉnh về mặt nhân sự của huấn luyện viên Isara Sitaro. Nhưng họ vẫn chưa thể tìm kiếm được mảnh lưới của thủ thạch Enado trong một trận đấu đến thời điểm này là rất tập trung và kỷ luật của hàng phòng ngự bên phía cầu thủ áo đỏ. Cú đánh đầu phá bóng của Trisnanda và trọng tài đã bắt lỗi việt vị từ phía cầu thủ Thái Lan. Thời gian vẫn đang trôi đi trong sự sốt ruột của huấn luyện viên Suitaro và các cầu thủ U22 Thái Lan ở trên sân. Những phương án tấn công của đội bóng áo xanh vẫn chưa thể phát huy được hiệu quả trước khả năng phòng ngự chắc chắn, kín kẽ và rất tập trung của đội bóng áo đỏ U22 Indonesia. Góc quay chậm vừa rồi cho thấy là trợ lý của trọng tài người Oman, ông Kasim, đã chính xác khi bắt việt vị với tiền đạo Tirasak của Thái Lan. Anan. Một tình huống xử lý không thực sự an toàn của Trisnanda, nhưng sau đó anh đã kịp thời phá bóng trong tầm khống chế của Purachet. Purachet và Anan góp mặt trên sân giúp cho khả năng triển khai những pha bóng tấn công của cầu thủ Thái Lan trở nên nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Đá phạt cho Thái Lan. Anan. Purachet đang xin bóng. Purachet. Phong Sa Con. Quá đơn giản. Nhiệm vụ trong khoảng 30 phút còn lại của trận đấu đối với cầu thủ Indonesia đó là phá bóng ra càng xa khung thành của thủ môn Enado càng tốt. Ghi bàn không còn là mục tiêu được ưu tiên hàng đầu đối với cầu thủ áo đỏ nữa rồi. Vừa rồi chúng ta lại thấy một tình huống chạm bóng thiếu cảm giác của trung vệ Jonathan Kennedy. Tirasak. Và pha bóng rất tốt của Ricky Riho. Anh xứng đáng với chiếc bằng đội trưởng ở trên tay. Ngày hôm nay là một ngày làm việc vất vả và hiệu quả của trung vệ áo số 5 này.
Sức tấn công trong hiệp 2 của U22 Thái Lan được thể hiện khá rõ qua số lần họ được hưởng phạt góc. Nguy hiểm! Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Có lẽ đó là bàn thắng của Anand. Những phút còn lại của trận đấu sẽ trở nên rất hấp dẫn khi cách biệt chỉ còn là một bàn thôi. Huấn luyện Suitaro và cao trò của mình đã thành công với việc ghi được bàn thắng trong khoảng 20 phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai và đẩy trận đấu vào một sự kịch tính rất lớn trong khoảng thời gian còn lại. Một tình huống bóng bổng và Anand là người đã bật cao hơn tất cả để mang tới bàn thắng quý giá cho U22 Thái Lan vào thời điểm quan trọng này. Pha đánh đầu của Anand đã không cho thủ thành Eduardo và các hậu vệ của Indonesia có cơ hội để cản phá. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Anand đến ở phút thứ 65 và thời gian còn lại của trận đấu vẫn còn rất nhiều. Anand, một cầu thủ thường xuyên vào sân từ băng ghế dự bị, cũng đã có được bàn thắng thứ 3 của mình tại SEA Games 32. Những sự điều chỉnh về mặt nhân sự của huấn luyện viên Isara Shitaro đã phát huy tác dụng bằng một thế trận tấn công mạnh mẽ. Phá ra! Sự đáp trả cực kỳ nguy hiểm từ phía cầu thủ Indonesia. Vừa rồi thì Faza đã ở rất gần bàn thắng thứ 5 của mình ở SEA Games lần này. Faza giữa 3 cầu thủ áo xanh. Trận đấu chắc chắn sẽ diễn ra hấp dẫn và kịch tính hơn rất nhiều sau bàn gỡ vừa rồi của Anand. Mọi thứ sẽ trở nên rất khó đoán định trong khoảng thời gian cuối cùng của trận đấu này. Đó là pha chạm bóng của Marcelino. Buracet. Quả bóng rất quyết liệt và trọng tài đã rút thẻ vàng. Một tình huống vào trung bóng của Đế Quang Gà, nhưng đó là pha vào bóng bằng gầm giày có thể gây nguy hiểm với chấn thương dành cho đối phương, và trọng tài người Oman, ông Ali Kasim đã chính xác khi rút thẻ với tiền vệ phòng ngự này. Vào trung bóng nhưng vẫn phải nhận thẻ. Ba bàn thắng đã được ghi trong trận chung kết và 7 chiếc thẻ vàng đã được rút ra. Những con số đủ để nói lên sự căng thẳng, kịch tính và hấp dẫn của trận đấu cuối cùng môn bóng đá nam tại SEA Games 32 ở Campuchia. Xứng đáng là một trận chung kết rất kịch tính. Mọi thứ chưa thể được quyết định sau khi Indonesia có được cách biệt 2 bàn trong hiệp 1. Nét mặt của huấn luyện viên Shitaro đã giãn ra hơn sau bàn rút ngắn tỷ số của Anand, bởi ông hiểu rằng cơ hội để gỡ hòa là vẫn còn rất nhiều đối với cầu thủ áo xanh nếu như họ tận dụng được tốt những pha bóng tấn công, những cơ hội nguy hiểm mà mình tạo ra. Tuy nhiên, chắc chắn là những sơ hở phòng ngự cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn với cầu thủ áo xanh. Irfan Jauhari. Bagas. Coi. Bóng không tới được vị trí của Witan Suleiman. Bây giờ thì những lo lắng lại bắt đầu xuất hiện đối với huấn luyện viên Indra Safri. Ông không muốn các học trò của mình sẽ đánh mất lợi thế rất hai bàn, một lợi thế quá lớn trong trận chung kết này. Trong cả hai trận bán kết và chung kết, các thủ Indonesia đều để cho đối thủ bám đuổi rất gay cấn. Trận trước họ hai lần dẫn trước U22 Việt Nam và hai lần chúng ta gỡ hòa trước khi Indonesia có được bàn thắng ấn định, chiến thắng 3-2. Marcelino quá cao so với khung thành của U22 Thái Lan. Đó là một quyết định dứt điểm ngay hợp lý của Marcelino, nhưng trong hiệp 2 có vẻ như thể lực của số 7 này đã bị suy giảm, khiến cho những pha xử lý của anh không còn có được độ chuẩn xác nữa. Một tình huống đá phạt vào cột 1 rất hợp lý, nhưng bóng vừa đi thiếu chính xác, vừa không căng. Và vừa rồi là một cú sút thẳng cũng không chính xác và hiệu quả từ tiền vệ mang số 7 này. Đế Quang Ga đang bị đau. Tiền vệ phòng ngự mang số 19 này trong hiệp 1 cũng đã có những tình huống phải nằm sân. Và đây chúng ta hãy cùng xem lại cú dứt điểm bằng chân thuận không thành công của Marcelino Ferdinand. Đế Quang Ga ở tình huống vừa rồi không va chạm với ai, anh đã bị đau từ trước đó. Và chúng ta vẫn còn nhớ Sanata, một cầu thủ tấn công quan trọng của Indonesia, người được ghi nhận là đã lập cú đúp trong hiệp thi đấu đầu tiên, cũng đã phải rời sân do chấn thương.
hơn 20 phút cuối cùng của trận đấu chắc chắn sẽ rất kịch tính. Nỗ lực của Anan, vẫn là Anan dứt điểm không vào. Cú đá rất thiếu chính xác của Anan. Indonesia có sự thay đổi người tiếp theo trong trận đấu ngày hôm nay. Dewanga như vậy đã bị chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Người vào sân là Ferrari, trung vệ của đội tuyển Indonesia. Zohari. Đến thời điểm này thì cả U22 Indonesia và U22 Thái Lan đều đã sử dụng 3 trong tổng số 5 quyền thay đổi người tối đa của mình. Marcelino. Pha để mất bóng của Reahan. Nhưng sau đó lại làm đường chuyền hỏng của Puracet. Vẫn là một tốc độ rất nhanh và sự va chạm quyết liệt của các cầu thủ hai bên. Còn hơn 20 phút nữa để giải tỏa cơn khát huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games kéo dài hơn 3 thập kỷ qua với bóng đá Indonesia. Và ở ngoài sân, huấn luyện viên Indra Safri đang yêu cầu các học trò của mình tập trung và nỗ lực tối đa. Quả chơi bóng của hai can pha ra, bóng vẫn trong sân, nhưng nỗ lực rất đáng khen ngợi của pha ra. Và cuối cùng thì trọng tài đã thổi phạt với cầu thủ chạy cánh mang áo số 14 này. Dù đã bước sang phút thứ 72 nhưng chúng ta thấy là thể lực của pha ra vẫn còn rất tốt. Thái Lan 16 lần vô địch bóng đá nam SEA Games, Indonesia mới chỉ có 2 lần, nhưng những trận đấu giữa hai đội bóng này, đặc biệt là những trận chung kết luôn rất máu lửa và kịch tính. 3 trong 3 lần hai đội đã gặp nhau trong các trận chung kết và 2 trong số đó đã phải đá luân lưu. Một trận còn lại chỉ có cách biệt có 1 bàn. Mọi thứ vẫn đều đang mở rộng ở phía trước của hai đội bóng ở trận đấu này và cơ hội vẫn còn cho đội tuyển U22 Thái Lan. Phong Sa Con. Không được. Cầu thủ Thái Lan đã đẩy mất bóng và đây là cơ hội phạt công cho Indonesia. Marcelino Ferdinand bị phạm lỗi và lại có thẻ được rút ra. Đội trưởng Efanolo là người tiếp theo phải nhận thẻ bên phía cầu thủ Thái Lan. Thẻ vàng thứ 5 của đội bóng áo xanh và là thẻ vàng thứ 8 trong trận chung kết này. Một trận đấu có quá nhiều sự quyết liệt. Và chúng ta lại thấy tiếp một sự thay đổi người như chúng tôi cũng đã nhận định. Apisit là người vào sân thay cho Efan. Apisit là cầu thủ thứ 4 được vào sân từ băng ghế dự bị bên phía cầu thủ Thái Lan ở trận đấu ngày hôm nay. Và trong những phút còn lại, huấn luyện viên Shitaro vẫn còn có thể tung một cầu thủ nữa từ băng ghế dự bị vào sân. Bây giờ thì các cầu thủ, ban huấn luyện và cổ động viên của Indonesia mong thời gian trôi đi càng nhanh càng tốt. Những áp lực đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn với cầu thủ áo đỏ sau khi họ phải nhận bàn thua, bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Anan. Chát bông côn. Lại là chát bông côn. Chan Arong. Không được. Lại là cơ phản công dành cho Indonesia. Vẫn còn. Nhưng trọng tài xác định có lỗi của Zohari. Bên ngoài sân, huấn luyện viên
Indra Safri và những cổ động viên của Indonesia tỏ ra không hài lòng với quyết định của trọng tài Ali Kasim. Và pha qua chậm cho thấy trọng tài đã chính xác. Cùi chỏ của Irfan Jawhari đã va vào đầu của hậu vệ Thái Lan và việc tiền đạo mang số 17 này bị thổi phạt là một quyết định chính xác. Đây là khoảng thời gian cooling break của hiệp 2. Cũng là một khoảng thời gian rất tốt cho các cầu thủ U22 Indonesia để có thể trấn tĩnh sau khi nhận bàn thua đầu tiên và sau khi phải đứng trước một sức ép rất lớn từ U22 Thái Lan. Quãng thời gian còn lại của trận đấu là hơn 15 phút. Mọi thứ vẫn đang chờ đợi sự kịch tính ở những phút cuối cùng. Cách biệt đang là rất mong manh, chỉ một bàn mà thôi. Mọi thứ đều có thể thay đổi sau một bàn thắng. U22 Thái Lan quyết tâm trở lại vị trí số 1 của môn bóng đá nam sau 2 kỳ SEA Games lỡ hẹn. Còn Indonesia họ phải chờ đợi tới 32 năm cho cơ hội này. Và nếu không như vô địch, không vô địch SEA Games lần này thì biết bao giờ Indonesia mới có thể đăng quang. U22 Thái Lan đã thay 4 người. Những cầu thủ vào sân là Purachet, Apisit, Anan và Phong Sakon. Trong khi đó U22 Indonesia đã thay 3 cầu thủ. Và 2 trong số đó là những người phải rời sân do chấn thương, là Sanata và Dewangga. Những diễn biến cuối cùng của môn bóng đá nam SEA Games 32 và cũng là những diễn biến cuối cùng của SEA Games 32 trong ngày thi đấu chính thức cuối cùng. Ngày mai sẽ không có môn thể thao nào diễn ra. Và chúng ta sẽ chờ đợi lễ bế mạc ở khu Liên hiệp Thể thao Morodok Techo vào lúc 19 giờ ngày mai. Sẽ khép lại một kỳ SEA Games rất đáng nhớ trong lần đầu tiên Campuchia đứng ra tổ chức. Chương trình trực tiếp lễ bế mạc của SEA Games 32 sẽ bắt đầu lúc 19 giờ ngày mai trên kênh VTV5, ứng dụng VTV Go và kênh YouTube VTV Thể thao. Đoàn thể thao Việt Nam năm nay đã thi đấu rất thành công. Chúng ta đã vượt chỉ tiêu số huy chương vàng và thậm chí còn giành được ngôi nhất toàn đoàn. Một thành tích nằm ngoài mong đợi và nằm ngoài những dự tính ban đầu. Trong một kỳ SEA Games mà chúng ta không có lợi thế chủ nhà nhưng vẫn dẫn đầu toàn đoàn một cách rất thuyết phục. Với môn bóng đá ngày hôm nay, U22 Việt Nam đã giành được tấm huy chương đồng sau chiến thắng trong trận tranh hạng 3 với U22 Myanmar, tỷ số là 3-1, một cú đúp của Hồ Văn Cường và một bàn thắng của Khuất Văn Khang. Trong khi đội tuyển nữ của chúng ta ngày hôm qua đã giành được huy chương vàng sau chiến thắng 2-0 cũng trước Myanmar trong trận chung kết, bàn thắng mở tỷ số của Huỳnh Như và bàn ấn định tỷ số rất đẹp mắt của Thanh Nhã. Đội tuyển nữ Việt Nam đã lần thứ 8 vô địch bóng đá nữ SEA Games và là lần thứ 4 liên tiếp, một chiến tích quá tuyệt vời của các cô gái mang trên mình niềm tự hào Việt Nam. Đó là pha xử lý của Jawhari. Quả đá phạt cho Indonesia. Một vị trí rất thuận lợi. Và kèm theo đó là một thẻ vàng. Đó là thẻ vàng trọng tài cảnh cáo Apisit. Apisit là cầu thủ thứ 6 của U22 Thái Lan nhận thẻ vàng trong trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là một quả đá phạt trực tiếp để giúp cho cầu thủ Indonesia có cơ hội tiếp tục có được lợi thế rất hai bàn. Trận đấu ngày hôm nay, cầu thủ Thái Lan cũng đã được hưởng một quả đá phạt trực tiếp với cự ly tương tự, nhưng cú sút đã không qua được hàng rào chắn. Còn bây giờ cơ hội đến với cầu thủ Indonesia thì sao? Jawhari vẫn đang bị đau sau tình huống phạm lỗi vừa rồi của Apisit. Cú đá phạt tiếp theo sẽ mang rất nhiều ý nghĩa đối với cầu thủ Indonesia. Nếu như họ tái lập cách biệt hai bàn thì gần như tấm huy chương vàng sẽ nằm trong tay của thầy trò huấn luyện viên Indra Safri. Marcelino Ferdinand là người đang rất tự tin trong quả đá phạt này. Anh bình tĩnh quan sát góc sút và bước những bước đà một cách rất cẩn thận.
Trận đấu chung kết tranh huy chương vàng môn bóng nam SEA Games 32 đã bước sang phút 80. Và đây là cơ hội để cho Marcelo Ferdinand ghi bàn thứ 3 cho Indonesia trong trận chung kết này. Marcelo Ferdinand cũng đã có được 2 pha lập công ở SEA Games lần này trước trận chung kết. Chỉ có duy nhất Marcelino đứng trước quả đá phạt này của đội tuyển Indonesia, đội tuyển UAE Indonesia. Marcelino! Cơ vào! Không được, sau đó là tình huống sút bồi quá nhẹ của Rehan. Vừa rồi thì Marcelino Ferdinand đã thực hiện một cú sút phạt rất tốt. Bóng đi căng và khá hiểm, nhưng thủ môn Soponvit là người đã đọc được ý đồ và đổ người cản phá xuất sắc. Những phút giây làm thót tim cả cầu thủ viên của Thái Lan cũng như của Indonesia. Một tình huống bỏ lỡ của Marcelino khiến cho sự kịch tính càng được đẩy lên cao hơn. Vẫn là sức ép của các cầu thủ Thái Lan. Kuracet. Apisit phát bóng lên cho cầu thủ Indonesia. Thời gian vẫn đang trôi và U22 Indonesia chỉ còn cách tấm huy chương vàng đầu tiên sau 32 năm chờ đợi ở môn bóng đá nam quãng chừng hơn 10 phút nữa mà thôi. Chúng ta cùng xem lại quả đá phạt hàng rào rất tốt của Marcelino Ferdinand. Bóng đi cong, căng và rất hiểm sát với cột dọc khung thành của thủ môn Soponvit. Nhưng thủ môn của UAE Thái Lan đã có một pha cứu thua xuất sắc. Jauhari ném biên cho Indonesia. Trong những phút còn lại, khả năng kiểm soát bóng, kéo dài thời gian sẽ là rất quan trọng cho mục tiêu bảo vệ thành quả để giành được huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 32 đối với cầu thủ UAE Indonesia. Hai can. Và đi bóng đã bị bắt bài của hậu vệ cánh trái bên phía Indonesia. Chanarong. Kirasak đã lùi về rất sâu để gia tăng quân số ở giữa sân của cao thủ Thái Lan. Chanarong rất tiếc một pha bóng mà nếu như chuyền bóng sang bên phía cánh trái một cách xuất sắc hơn thì đã có cơ hội nguy hiểm dành cho cao thủ Thái Lan. Rất tiếc là được chọc khe của Chanarong vừa rồi lại quá sâu. Một đường chuyền mở biên sang bên phía cánh trái sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn dành cho cao thủ Thái Lan trong tình huống tấn công vừa rồi. Một pha phối hợp trung lộ khá ấn tượng của đội tuyển U22 Thái Lan. Trừ quả chạm bóng cuối cùng của Chanarong. Thời gian không còn nhiều với thầy trò huấn luyện viên Suitaro. U22 Thái Lan đang rất khẩn trương. Indonesia thì tất nhiên không có gì phải vội vàng. Họ đang bắt đầu có những tình huống kéo giãn thời gian, chuyền bóng qua lại, kiểm soát bóng thật nhiều và giảm áp lực cho khung thành của huấn luyện viên Hernando, của thủ môn Hernando. Anan đã vượt qua được Bagas. Tiếp tục không có penalty. Kuracet để mất bóng nguy hiểm. Cơ hội phản công dành cho Indonesia. Đây là Rehan. Marcelino. Dứt điểm. Cú dứt điểm từ xa của Irfan Jauhari. Jauhari đã ra dấu xin lỗi đồng đội của mình khi đã có đồng đội của anh di chuyển rất thoáng bên phía cánh phải xin bóng nhưng anh đã không chuyền bóng. Chuyền bóng sang bên phía cánh phải, cơ hội sẽ còn lớn hơn cho Indonesia trong tình huống này. Dù sao thì những pha lên bóng như vừa rồi
nó cũng khiến cho áp lực của Thái Lan đối với thành Indonesia giảm đi và giúp cho đội bóng áo đỏ tiến gần hơn tới chức vô địch. Jonathan Khemdi không có lỗi việt vị nhưng đường truyền quá mạnh với khả năng di chuyển của số 12 bên phía U22 Thái Lan Apisit. Trận đấu đã bước sang phút thứ 85 và bây giờ với cầu thủ Indonesia họ cũng không cần phải thi đấu đẹp mắt nữa. Những phút còn lại cầu thủ áo đỏ thậm chí họ sẽ còn chấp nhận kể cả việc phải thi đấu thiếu người để bảo toàn tỷ số. Chắt bóng côn. Đây là Phong Sa Con. Tirasak không được. Chốt chặn cuối cùng để Tirasak có thể tung ra cú dứt điểm thì anh lại không thể vượt qua. Cơ hội phản công cho Indonesia. Marcelino đang di chuyển phía trong và phạt góc cho cầu thủ áo đỏ. Sông Trai vừa rồi đã pha bóng. Đây là một trận đấu thất vọng của bộ đội trung vệ Sông Trai và Jonathan Khemdi khi hai trung vệ được kỳ vọng rất nhiều này lại là những người đều đã mắc lỗi khiến cho đội nhà phải nhận hai bàn thua. Những pha lên bóng nhanh của các cầu thủ Indonesia sau khi đoạt được bóng bên phần sân nhà có cơ hội gây nguy hiểm rất lớn. Nó khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển U22 Thái Lan thường xuyên bị đặt vào tình trạng báo động và khiến cho đội bóng này cũng không thể yên tâm dồn toàn lực để tấn công. Quả phạt góc tiếp theo. Ý đồ rất rõ ràng trong pha phối hợp đá phạt góc vừa rồi của Witan Suleiman và Marcelino Ferdinand. Những tình huống câu giờ đưa bóng về phía góc sân hoặc mang về những quả phạt góc gần ném biên là điều mà cầu thủ áo đỏ đang cần trong quãng thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu. Cú đánh đầu không nguy hiểm của Irfan Jauhari. Cầu thủ Thái Lan đang rất khẩn trương trong khi cầu thủ Indonesia họ đang muốn kéo dài thời gian qua những tình huống kiểm soát bóng và thậm chí là cả những pha phạm lỗi nữa. Ritho phạt góc, một tình huống chơi không thực sự an toàn của trung vệ đội trưởng Ricky Ritho. Anh có thể phá bóng ra để chịu quả ném biên. Josh Sacon là người sẽ vào sân. Đây là sự thay đổi người cuối cùng trong trận đấu từ phía các cầu thủ của Thái Lan. Thêm một tiền đạo được tung vào sân. Josh Sacon là người vào sân để thế chỗ cho Setasit và anh là cái tên cuối cùng được vào sân ở trong trận đấu ngày hôm nay bên phía cầu thủ U22 Thái Lan. Năm sự thay đổi người đã được huấn luyện viên Suizado tạo ra. Hai trong số đó đến ngay ở hiệp 1. Nguy hiểm. Và ba sự thay đổi người tiếp theo đã đến trong hiệp 2. Thái Lan đã có một bàn gỡ nhưng họ vẫn cần thêm một bàn nữa, ít nhất là một bàn nữa. Cơ hội phản công có thể kết thúc trận đấu. Không vào khi mà thủ thành Soponwit đã băng ra kịp thời. Một lần nữa chúng ta thấy là khi không có được thể trạng tốt nhất, phong độ tốt nhất thì Witan Suleiman đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn như thế nào. Đây là pha bóng mà nếu như số 8 của Indonesia có được thể lực và phong độ đỉnh cao thì có lẽ sẽ khó để các cầu thủ Thái Lan tránh khỏi bàn thua thứ 3. Nhưng chính vì Thái Lan không để thua bàn vừa rồi nên trận đấu vẫn còn rất kịch tính. Cơ hội! Cũng chơi bóng hơi dài. Và đã có pha phạm lỗi với thủ môn Enado. Tirasak ngày hôm nay thực sự không có được phong độ tốt nhất. Tiền đạo mang áo số 8 này đã có khá nhiều cơ hội nhưng cảm giác bóng là một vấn đề lớn đối với Tirasak ở trong trận chung kết này. Vừa rồi đã có va chạm nhưng có lẽ cũng không khiến cho thủ thành Enado phải đau đớn đến như vậy. Những pha va chạm như thế này chính là thời cơ để cho các cầu thủ Indonesia câu giờ một cách hợp lý. Hàng phòng ngự của Indonesia đã mắc lỗi trong tình huống thoát xuống này của Tirasak. Chúng ta thấy là không có tác động bằng đầu gối hay bằng bàn chân của Tirasak đối với thủ thành Enado, nhưng thủ môn của Indonesia vẫn tỏ ra cực kỳ đau đớn. Cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ thì cầu thủ Indonesia đang muốn
sự hưng phấn của cao thủ Thái Lan bị kiềm chế lại với những tình huống va chạm. Trận chung kết đã bước sang phút thi đấu chính thức cuối cùng, và có thể thời gian bù giờ của hiệp 2 có thể là 5 phút hoặc hơn. Nhưng điều quan trọng là tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32 đang tới rất gần với cầu thủ U22 Indonesia. Đây là tấm huy chương vàng mà họ chờ đợi nhất, kỳ vọng nhất và mong muốn nhất ở kỳ SEA Games này. Con số 32 có lẽ sẽ là một con số rất đẹp đẽ với những người hâm mộ Indonesia. Đội bóng này chờ đợi 32 năm để giành lại tấm huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 32. Thời gian vẫn còn, nhưng cơ hội cho Indonesia lúc này là rất lớn. Pha ra, không có gì phải vội vàng. Thời gian đá bù giờ của hiệp 2 là 7 phút. Đúng như dự đoán của chúng tôi, thời gian bù giờ của hiệp 2 có thể nhiều hơn 5 phút, và con số thực tế là 7 phút. 7 phút với những hy vọng rất mong manh dành cho cầu thủ U22 Thái Lan để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Và còn chưa đầy 7 phút nữa cho một khát khao kéo dài suốt 32 năm qua sẽ được giải tỏa với bóng đá nam của Indonesia tại đấu trường SEA Games. 32 năm qua, 4 lần lọt vào tới chung kết SEA Games và đều về nhì. Đó thực sự là một con số mà những cổ động viên của Indonesia họ muốn quên đi. Chưa kể tới việc 6 lần vào chung kết của AFF Cup cũng đều về nhì. Indonesia không khác một ông vua về nhì của bóng đá Đông Nam Á. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là họ cần phải giữ vững được kết quả này để có lần đăng quang đầu tiên sau 32 năm tại SEA Games. Khi đó những cảm xúc của các cổ động viên Indonesia chắc chắn sẽ vỡ òa. Một lễ hội đang được các cổ động viên đông đảo của đội bóng này chuẩn bị để có thể ăn mừng ngay trên sân Olympic. Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ tại Jakarta và nhiều thành phố khác tại Indonesia nếu như đội tuyển U22 của Indonesia có được tấm huy chương vàng của môn bóng đá nam SEA Games 32. Họ chỉ còn cách tấm huy chương vàng khoảng hơn 5 phút nữa thôi. Đây là những thời khắc vô cùng quan trọng đối với huấn luyện viên Siafri và các học trò của mình. Thời cơ thuận lợi đã đến rồi. Tấm huy chương vàng đã trở nên rất gần với các cầu thủ Indonesia. Chỉ cần đứng vững trong khoảng hơn 5 phút nữa thôi là họ sẽ có được điều chờ đợi hơn 30 năm qua. 32 năm qua thì tất cả đội hình của Indonesia còn chưa có mặt ở trên đời. Rất nguy hiểm. Bóng đúng vào vị trí của thủ thành Hernando. Các cầu thủ Thái Lan chỉ còn biết tự trách mình mà thôi. Một cơ hội ngon như vừa rồi nhưng Prachet lại đã bỏ lỡ. Cơ hội để dứt điểm một chạm với những góc sút là rất đa dạng, thậm chí là cả không chế bóng để tiếp tục dứt điểm nữa. Nhưng Prachet lại có một tình huống xử lý bị hỏng ăn. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ Thái Lan trong tình huống phối hợp này. Trước đó là một pha đánh gót rất hay của Chanarong để đặt Prachet vào một vị trí không thể thuận lợi hơn để có thể ghi bàn. Phong Sakon. Pha bỏ lỡ cơ hội vừa rồi của Prachet có thể là tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất của U22 Thái Lan ở SEA Games 32. Nếu thành công, cú dứt điểm của Prachet có thể sẽ đưa trận chung kết chiếc huy vàng này vào hiệp phụ và lại mở ra cơ hội lỗi ngược dòng để cho U22 Thái Lan có thể nghĩ về tấm huy chương vàng của môn bóng đá nam tại SEA Games này. Nhưng bây giờ thì cơ hội đó đã đi qua. Còn đây là tình huống phạm lỗi của tiền đạo Josh Sakon với trung vệ Komang Trisnanda. Indonesia thay người tiếp theo. Cầu thủ vào sân là Rio Fami và người rời sân là Witan Suleiman. Đây là sự thay đổi người thứ tư của Indonesia trong trận đấu này. Một hậu vệ vào sân để thay cho một tiền vệ. Những sự thay đổi theo những ý đồ hoàn toàn trái ngược nhau của hai huấn luyện viên. Bên phía U22 Thái Lan, huấn luyện viên Shitaro tung tất cả những cầu thủ tấn công tốt nhất của mình vào sân. Còn bên phía U22 Indonesia, những cầu thủ phòng ngự tốt nhất đang được huấn luyện viên Safri sử dụng trên sân. Chỉ còn khoảng 3 phút nữa thôi. 3 phút để bảo vệ tỷ số và giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32 cho U22 Indonesia đang tới rất gần. Được chuyền qua Adan. Sẽ có quả đá phạt dành cho cầu thủ Thái Lan. Pha phạm lỗi ngoài vòng cấm của trung vệ Ferrari.
những phút đáng xem nhất của trận chung kết. Cầu thủ Thái Lan đang chơi với một lối chơi mạo hiểm. Họ dâng cao đội hình để tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, và đồng nghĩa với việc sẽ mở ra cơ hội để cho cầu thủ Indonesia phản công để kết liễu trận đấu. Thời gian bù giờ chỉ còn khoảng 2 phút rưỡi nữa. Thái Lan vẫn đang trong thế bám đuổi. Những giây phút đòi hỏi sự tập trung rất cao từ các cầu thủ Indonesia. Một pha đá phạt quá tệ của cầu thủ Thái Lan. Bóng đi quá mạnh và đã khiến cho Yasakon không thể khống chế. Không còn nhiều cơ hội để huấn luyện viên Suitaro có thể chỉ đạo các học trò giải đấu này nữa rồi. Tỷ số được giữ nguyên thì người hối hận và buồn nhất trong trận đấu ngày hôm nay không phải là các trung vệ như là Jonathan Kennedy hay là Song Chai và thủ môn Sobonwit, mà sẽ là Purachet. Anh có cơ hội bằng vàng để gỡ hòa hai đều cho cao thủ U22 Thái Lan ở những phút bù giờ cuối hiệp 2 nhưng đã bỏ lỡ. Phút đá bù giờ thứ 6 trong 7 phút bù giờ của hiệp 2. Song Chai rất hay. Marcelino Ferdinand vẫn có những pha xử lý rất đẳng cấp và mềm mại. Kiểm soát bóng, mong muốn có những pha va chạm để nắm sân và đưa bóng về góc sân để câu giờ. Đó là những phương án mà cầu thủ Indonesia họ đang hướng tới trong thời gian ít ỏi còn lại. Như vậy là thời gian bù giờ của hiệp 2 chỉ còn 1 phút nữa thôi. Và lỗi thuộc về phía cầu thủ Thái Lan. Chiếc thẻ vàng dành cho Anan. 7 thẻ vàng dành cho cầu thủ Thái Lan, 3 thẻ vàng dành cho cầu thủ Indonesia. Và chúng ta thấy hình như máu đã chảy. Không biết có đúng như vậy không. Một trận chung kết quá căng thẳng và kịch tính. Cả hai đội đều có những khát khao và quyết tâm cho trận đấu này. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ Indonesia là những người quyết tâm hơn, là những người khát khao hơn và là những người hiệu quả hơn. Một động tác chơi xấu bằng cùi chỏ của Anan. Cùi chỏ của anh đã dập thẳng vào mồm của hậu vệ Bagas và khiến cho máu đã chảy. Đây cũng là điều mà cầu thủ Indonesia họ đang mong muốn. Có thể sẽ có thời gian bù giờ của bù giờ, nhưng những tình huống trận đấu phải tạm dừng như thế này khiến cho sự hứng phấn và quyết tâm trong những cuộc tấn công của cầu thủ Thái Lan sẽ bị nguội đi. Hiệp 2 bước sang phút đá bù giờ thứ 8 và Bagas vẫn chưa thể tiếp tục thi đấu. Huấn luyện viên Siafri và các cầu thủ Indonesia chỉ còn chờ tiếng còi mãn cuộc của trọng tài mà thôi. Tất cả đã sẵn sàng trong một cảm xúc ăn mừng rực rỡ của Indonesia. Còn trên màn hình là một cổ động viên nổi tiếng của bóng đá Thái Lan xuất hiện ở rất nhiều những sân cỏ quốc tế để cổ vũ cho các cầu thủ Thái Lan. Nhưng ngày hôm nay không phải là một ngày mà các cổ động viên Thái Lan có thể ăn mừng. Chúng ta chuẩn bị được chờ đợi thời khắc tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài người Oman, ông Ali Kasim vang lên. Những giọt nước mắt của hạnh phúc và những giọt nước mắt của tiếc nuối đang trực chờ chúng ta ở phía trước. Trận đấu tiếp tục diễn ra và đây là phút đá bù giờ thứ 9 của hiệp 2. Quả đá phạt dành cho cầu thủ Indonesia. Đội trưởng Rick Ritho đã ra bóng về cho thủ thành Enado. Có thể là thời gian bù giờ còn lại sẽ thêm khoảng 1 đến 2 phút nữa. Những chiến thắng, tấm huy chương vàng môn bóng nam đang tới rất gần với cầu thủ Indonesia rồi. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Khát khao, ước mơ kéo dài 32 năm đã tới với các cầu thủ Indonesia. Và chúng ta cùng chờ đợi xem là tiếng còi vừa rồi là tiếng còi kết thúc trận đấu hay là một quả đá phạt. Có lẽ là một quả đá phạt. Ăn mừng hơi sớm. Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Huấn luyện viên Siafri và các cầu thủ đã có những màn ăn mừng khi mà trọng tài vẫn cho Thái Lan thực hiện một quả đá phạt.
Đây là cơ hội cuối cùng của các cầu thủ Thái Lan. Rất nguy hiểm. Tỷ số là 2-2. Thật không thể tin nổi. 2-2 cho UAE Thái Lan. Khi mà mọi thứ tưởng chừng đã đứng về Indonesia, tưởng chừng cơn khát 32 năm đã được giải tỏa. Và thậm chí huấn luyện viên Siafri và các cầu thủ đã lao vào nhau để ăn mừng. Thì Thái Lan có được bàn thắng gỡ hòa. Rất khó tin. Không hiểu điều gì đang xảy ra nữa. Huấn luyện viên Indra Safri, các thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ của Indonesia đã sớm lao vào sân để ăn mừng sau tiếng còi của trọng tài Kasim, nhưng đó là tiếng còi của một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Thái Lan. Và trong những giây bù giờ cuối cùng, cầu thủ vào sân thay người cuối cùng của Thái Lan là tiền đạo Jasakon đã ghi bàn thắng quý như vàng. Chúng ta hãy cùng xem lại. Rất mạnh mẽ và quyết đoán, cùng sự chính xác trong tình huống này. Không có cơ hội cho thủ thành Hernando trong pha ghi bàn của Jasakon. Đúng là những diễn biến không thể tin nổi của trận chung kết môn bóng đá nam. Một sự nghiệt ngã trong bóng đá. Có lẽ bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Jasakon phải tới ở phút đá bù giờ thứ 9 của hiệp 2. Vẫn tiếp tục có những sự trao đổi giữa huấn luyện viên, giữa trọng tài chính ông Ali Kasim và các trợ lý của mình. Đang có những phản ứng từ phía ban huấn luyện của U22 Indonesia. Có thể hiểu được niềm vui của các cầu thủ U22 Thái Lan. Họ tưởng như đã không thể định đoạt được số phận của trận đấu này. Tưởng như mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Tưởng như hy vọng đã hết. Nhưng ở những giây cuối cùng của thời gian đá bù giờ, U22 Thái Lan đã có được bàn thắng. Hai đội sẽ phải thi đấu hiệp phụ. Jasakon cùng với Kurachet và các cầu thủ dự bị của UAE Thái Lan đã có những động tác ăn mừng hơi thái quá. Họ đã chạy sang bên phía ban huấn luyện và những cầu thủ dự bị của Indonesia để ăn mừng như thể trêu người vậy. Và chút nữa đã có va chạm xảy ra. Thì rất may là lực lượng an ninh ở sân vận động Olympic đã có mặt kịp thời để ngăn cản những cây đầu nóng. Bàn thắng thứ tư của Jasakon tại SEA Games năm nay bằng thành tích với Terasak, người đồng đội của anh, và cũng bằng thành tích với Faza của Indonesia. Và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi sự kịch tính trong khoảng thời gian hiệp phụ và cũng có thể là đá luân lưu của trận đấu này. Hãy nhớ lại 3 trận chung kết trước đây giữa Thái Lan và Indonesia tại SEA Games. Thì hai trong số đó đã giải quyết trên chấm luân lưu. Năm 1991 khi SEA Games được tổ chức tại Manila, Philippines, UAE Indonesia và UAE Thái Lan đã hòa nhau không đều sau 120 phút. Và sau đó thì UAE Indonesia đã thắng 4-3 ở loạt đá luân lưu. Đó cũng là tấm huy chương vàng gần đây nhất của Indonesia ở môn bóng đá nam cách đây đã 32 năm. Và cũng là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trong một trận chung kết môn bóng đá nam. Và cũng là chiến thắng duy nhất của Indonesia trước Thái Lan trong các lần gặp nhau tại chung kết. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng rất quan trọng của Jasakon. Nó khiến mọi thứ thay đổi. Và sau đó là màn xô sát của các thành viên hai đội. Tài đã phải rút ra tới hai thẻ đỏ với những thành viên của hai bên. Đó là thành viên ban huấn luyện của Thái Lan và một cầu thủ dự bị của Indonesia. Lần thứ hai hai đội gặp nhau tại chung kết là Jakarta năm 1997, Indonesia được đá trên sân nhà. Hai đội hòa nhau một đều sau 120 phút. Và loạt đá luân lưu Thái Lan đã vượt qua đội tuyển quốc gia Indonesia với tỷ số 4-2.
lần gặp nhau thứ ba tại chung kết là năm 2013 ở Myanmar. Indonesia đã thua Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 0-1. Đây là những hình ảnh ăn mừng của huấn luyện viên Siafri cùng ban huấn luyện và cầu thủ Indonesia khi ông và các học trò ngỡ rằng trận đấu đã kết thúc, nhưng hóa ra không phải. Đó lại là tiếng còi của một quả đá phạt, và quả đá phạt đó lại mang tới một bàn thắng cho U22 Thái Lan, đúng là rất nghiệt ngã. Tấm huy chương vàng đang tới rất gần với cầu thủ U22 Indonesia, nhưng giờ đây lại đang dần xa tầm tay của thầy trò huấn luyện viên Indra Safri. Tinh thần thi đấu của cầu thủ Thái Lan sẽ lên rất cao sau bàn gỡ hòa ở những giây bù giờ cuối cùng của tiền đạo và sân thay người Yassakorn, bị dẫn trước hai bàn trong trận chung kết, và thậm chí tỷ số 2-0 vẫn được duy trì đến phút thứ 65. Nhưng những cầu thủ và sân thay người trong hiệp 2 của huấn luyện viên Sitaro, đó là Anand và Yassakorn, đã ghi những bàn thắng rất quan trọng để níu kéo kỳ vọng lội ngược dòng dành cho đội tuyển U22 Thái Lan. Bây giờ thì hai đội sẽ phải bắt đầu lại từ đầu trong trận chung kết này. Urachet Sông Trai, sau khi vào sân chúng ta thấy là tâm lý của Reahan ở trận chung kết này không được tốt. Những pha xử lý của số 6 Reahan sau khi vào sân là khá lóc ngóng. Jonathan Kennedy, Sông Trai nguy hiểm, Sông Trai đã bắt lỗi cơ hội. Tỷ số là 3-2. Irfan Zawahiri, một trận đấu chung kết nhưng một trung vệ, một trụ cột như là Sông Trai lại mắc những lỗi quá ngơ ngẩn. Ba bàn thua của U22 Thái Lan trong trận đấu này đều tới từ những lỗi của Sông Trai. Lại có số sát ở trên sân, các thành viên, nhiều thành viên của hai đội đã không thể giữ được sự bình tĩnh. Trận đấu đang trở nên quá nóng. Trận đấu đã tạm dừng. Những cầu thủ đá chính, những cầu thủ dự bị và thậm chí là các thành viên của ban huấn luyện đã lao vào nhau ẩu đả. Một trận chung kết quá nóng. Nóng trên sân, nóng ở ngoài đường pitch, nóng cả trên khán đài nữa. Bàn thắng vừa rồi chắc chắn là một bàn thắng hợp lệ của Irfan Zawahiri, bởi đó là một tình huống mắc sai lầm, một sai lầm tai hại của Sông Trai. Quá nhiều những cảm xúc và sự kịch tính trong trận đấu này. Chúng ta thấy là thành viên của ban huấn luyện đội tuyển Indonesia cũng đã đổ máu. Một hình ảnh không đẹp, những tình huống không fair play đã diễn ra trong trận chung kết này. Và chúng ta cùng xem lại tình huống mắc sai lầm của Sông Trai và pha dứt điểm rất kỹ thuật, một cú lốp bóng của Irfan Zawahiri. Anh đang hoàn thành xuất sắc vai trò của người đóng thế vị trí của tiền đạo Sananta. Sananta cũng đã có một tình huống lốp bóng qua đầu thủ môn của Thái Lan, thủ môn Somponwit, để ghi bàn thắng thứ hai. Và vừa rồi cũng với một cú bấm bóng với cảm giác cực tốt của mình, Irfan Zawahiri đã một lần nữa giúp cho cầu thủ U22 Indonesia có được lợi thế dân bản. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Irfan Zawahiri mới chỉ là pha lập công thứ hai của anh ở SEA Games này.
Huấn luyện viên Indra Safri thì không sao, nhưng trợ lý của ông đã bị đánh và đã chảy máu. Chắc chắn là sẽ có những án phạt được đưa ra với những cái đầu nóng ở trong trận chung kết này. Ở trên sân thì các cầu thủ cũng đã lao vào ẩu đả, và chúng ta thấy là trọng tài chính điều khiển trận đấu, trọng tài người Oman, ông Ali Kasim đã chuẩn bị sẵn chiếc thẻ đỏ, không biết là dành cho cầu thủ nào đây. Hai thẻ đỏ, một cho thủ thành của U22 Thái Lan Soponwit và một cho trung vệ Komang của U22 Indonesia. Mỗi đội chỉ còn trên sân 10 người. Và bây giờ có lẽ là án phạt để dành cho các thành viên của ban huấn luyện. Hai thành viên ban huấn luyện của Thái Lan bị truất quyền chỉ đạo. Liên tiếp là những chiếc thẻ được trọng tài Kasim người Oman rút ra. Không chỉ là thẻ vàng và thẻ đỏ cho các cầu thủ ở trên sân mà còn là thẻ cho các thành viên ngồi trên băng ghế dự bị cũng như là ban huấn luyện của hai đội. Chúng ta cùng xem là thẻ đỏ dành cho thành viên ban huấn luyện của UAE Indonesia sẽ là bao nhiêu thẻ và sẽ dành cho ai đây? Có lẽ là không phải dành cho huấn luyện viên trưởng Indra Safri. Trận đấu mà diễn biến của nó đã vượt xa ra hình dung và tưởng tượng của rất nhiều người. Khó có ai có thể nghĩ ra một kịch bản như thế này. Mọi thứ vẫn chưa thể tiếp tục khi mà những chiếc thẻ đỏ vẫn còn chưa được rút ra hết. Sẽ có thẻ đỏ dành cho trợ lý của huấn luyện viên Indra Safri. Như vậy là đến thời điểm này, trọng tài chính điều khiển trận đấu của Oman, ông Ali Kasim, đã phải rút ra tổng cộng là 11 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ. Hai thẻ đỏ dành cho hai cầu thủ là thủ thành Soponwit của UAE Thái Lan và trung vệ Komang Trisnanda của UAE Indonesia. Ba thẻ đỏ dành cho hai thành viên ban huấn luyện của UAE Thái Lan và một thành viên ban huấn luyện của UAE2 Indonesia. Một lần nữa các cầu thủ Indonesia vươn lên dẫn trước. Sau khi bị gỡ tới hai bàn, Indonesia không những không xuống tinh thần mà họ còn bước vào hiệp vụ đầu tiên với một sự quyết tâm rất lớn. Và Zawahiri đã rất nhanh ghi bàn thắng thứ 5 của trận này và đưa Indonesia một lần nữa tạo ra được lợi thế về mặt tỷ số. Trọng tài Kasim đang phải nhắc nhở rất kỹ với huấn luyện viên Sritaro của Thái Lan và Siafri của Indonesia để tránh sự nóng nảy tương tự sẽ diễn ra trong những phút sắp tới. Trận đấu đã quá nóng rồi. Như vậy là các cầu thủ UAE2 Thái Lan sẽ phải có sự thay đổi người, bất đắc dĩ sự thay đổi người cuối cùng ở vị trí thủ môn. Trong hiệp phụ thì mỗi đội sẽ có thể có thêm một quyền thay đổi người nữa. Thủ thành Thirawut mặc áo số 20 là người vào sân, và Sông Trai, người đã mắc quá nhiều những sai lầm tai hại trong trận đấu ngày hôm nay, là người bị cho ra nghỉ. Trong thời gian hiệp phụ, các cầu thủ UAE2 Indonesia vẫn có thể thay đổi hai cầu thủ nữa, còn UAE Thái Lan đã hết quyền thay đổi người rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu như cầu thủ nào bị chấn thương, cầu thủ
U22 Thái Lan sẽ tiếp tục phải thi đấu thiếu người. Marcelino, Bagas, vẫn là những pha tấn công tốc độ của các cầu thủ Indonesia. Zawahiri, vẫn là Zawahiri vấp bóng rồi. Punachet, Chamungkol, Chanarong, lỗi việt vị rồi. Một trận chung kết hấp dẫn, kịch tính và căng thẳng nóng bỏng hơn cả sự chờ đợi của người hâm mộ. Bây giờ thì cầu thủ Indonesia đang có rất nhiều những lợi thế. Thời gian còn lại, cầu thủ Thái Lan đã hết quyền thay người. Còn U22 Indonesia vẫn có thể thay đổi hai cầu thủ nữa. Và điều quan trọng là họ đang có lợi thế dẫn bảng. Indonesia trong những phút cuối cùng của trận đấu này đã trải qua cảm giác mà U22 Việt Nam từng phải trải qua ở vòng bán kết. Đó là để cho đối phương ghi bàn ở những phút bù giờ cuối cùng, những thời khắc cuối cùng của hiệp đấu. Nhưng các cầu thủ Indonesia họ vẫn có cơ hội để sửa sai, vẫn còn được đá hiệp phụ. Đến cả thời gian hiệp phụ rồi mà chúng ta thấy là Marcelino Ferdinand, số 7, linh hồn trong lối chơi của cầu thủ Indonesia, vẫn có thể thoải mái để thực hiện những động tác biểu diễn kỹ thuật ở trên sân. Sẽ lại là nhiều phút bù giờ của hiệp phụ đầu tiên. Marcelino, Haikan, Rio Fami, vẫn là Rio Fami, Chanarong, Anan. Trận chung kết, cầu thủ Thái Lan đã liên tiếp phải ở trong tình thế bám đuổi về tỷ số. Anan đã để mất bóng rồi. Zawahiri, không được, không hợp lý. Đường chuyền mở sang bên phía hành lang cánh phải cho Faja sẽ là hợp lý hơn so với đường chuyền trung lộ vừa rồi, khi mà Marcelino Ferdinand đã bị theo kèm rất chặt. Rayan, động tác phạm lỗi của Jonathan Kennedy. Thẻ vàng thứ hai dành cho Jonathan Kennedy đồng nghĩa với việc anh sẽ phải rời sân. Thẻ vàng thứ hai, và U22 Thái Lan chỉ còn 9 cầu thủ trên sân mà thôi. Một ngày thi đấu tệ hại của bộ đôi trung vệ Song Chai và Jonathan Kennedy đang bị dẫn bàn, đã hết quyền thay người và lại phải thi đấu thiếu người nữa. Thẻ vàng dành cho Jonathan Kennedy là quyết định chính xác của trọng tài người Oman, ông Ali Kasim. Kennedy đã đá vào mặt của Rio Fami. Tưởng như tấm huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games chờ đợi 32 năm qua đã vụt khỏi tầm tay của thầy trò Levin Indra Safri, nhưng bây giờ thì mọi thứ đang ủng hộ đội bóng áo đỏ. Họ đang có lợi thế hơn người, đang thi đấu hơn người, đang dẫn bàn và còn nguyên hai quyền thay đổi người nữa. Cầu thủ Thái Lan thi đấu thiếu người và đã hết quyền thay người rồi. Indonesia bây giờ hoàn toàn có thể chơi chậm và chắc chắn, tận dụng lợi thế quân số ở trên sân để cầm bóng một cách chắc chắn, để cho thời gian trôi qua. Chanarong, một tình huống phạm lỗi. Không, trọng tài nói không với tình huống vừa rồi.
Zaza. Chiếc thẻ vàng thứ hai với trung vệ Joran Kembe ảnh hưởng rất nhiều tới quyết tâm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa của cao thủ Thái Lan. Vẫn là cao thủ Indonesia. Pháo ra. Đó lẽ ra phải là bàn thắng có lẽ là khép lại những hy vọng của UAE Thái Lan trong trận chung kết này. Quá thuận lợi, quá thoải mái, nhưng hậu vệ Bagas lại sút bóng đi ra bên ngoài. Khoảng trống là mênh mông, gần như không có ai ngăn cản. Thả hồ chỉnh thước ngắm, nhưng cú đá của Bagas lại không đủ độ chính xác. Cho nên là mọi thứ sẽ vẫn rất kịch tính. Nếu như tình huống vừa rồi Bagas tận dụng thành công và nâng tỷ số lên 4-2, đó sẽ là dấu chấm hết cho những hy vọng của UAE Thái Lan. Đã bước sang thời gian bù giờ của hiệp phụ thứ nhất. UAE Indonesia đang dẫn với cách biệt một bàn trước UAE Thái Lan. Trọng tài đã bắt lỗi cao chân của cầu thủ bên phía Indonesia. Đó là Irfan Jauhari. Anh đã có động tác cao chân đối với Apisit của Thái Lan. Đây là thời gian bù giờ của hiệp vụ thứ nhất. Quá nhiều những tình huống va chạm trong trận đấu này. Cáng cũng đã phải vào sân liên tục. Những cầu thủ chấn thương cũng đã phải rời sân. Mười hai thẻ vàng, năm thẻ đỏ, năm bàn thắng. Rất nhiều những tình huống va chạm. Rất nhiều những phút đã bù giờ và nhiều cầu thủ đã phải rời sân bằng cáng. Những con số đó đủ để lô tả về một trận chung kết rực lửa trên sân vận động Olympic tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Rayhan. Rayhan. Purachet là người đã bị thổi phạt. Marcelino. Marcelino đã hơi lạm dụng kỹ thuật. Vẫn là Marcelino. Ba người. Bóng không tới được vị trí của Zahari. Tới. Chút nữa là dấu chấm hết. Hàng hậu vệ của Thái Lan ngày hôm nay thi đấu như mơ ngủ. Thực sự đây là một trận đấu tệ hại của cầu thủ phòng ngự bên phía UAE Thái Lan. Đường chuyền bóng bên trong vòng cấm địa đội nhà quá mạo hiểm của các thủ phòng ngự Thái Lan. Pha lấy bóng của Irfan Jauhari. Pha ra. Không thể dứt điểm vào góc hẹp. Và phạt góc dành cho cầu thủ Indonesia. Thực sự là thể lực của cầu thủ Indonesia cũng như của UAE Thái Lan ở trận đấu ngày hôm nay là quá tốt.
Real. Không được. Cú sút trượt bóng là của Irfan Jauhari. Số gol nguy hiểm là rất nhiều dành cho cầu thủ U22 Indonesia. Vẫn chưa thể tận dụng rất nhiều những cơ hội nguy hiểm để gia tăng cách biệt. Indonesia vẫn chưa thể yên tâm. Cách biệt một bàn là mong manh. Mặc dù U22 Thái Lan chỉ còn 9 người trên sân, còn U22 Indonesia là 10 người. Yosakon. Phút đá bù giờ thứ 5 của hiệp phụ đầu tiên. Trọng tài người Oman Kasim đã liên tiếp nhìn đồng hồ. Phong Sakon. Đường chuyền ngang đã bị bắt bài. Jauhari. Vẫn là Irfan Jauhari rất khỏe. Bây giờ thì đã có dấu hiệu bị xuống sức của Marcelino Ferdinand rồi. Trong hiệp phụ này, Marcelino cùng với Bagas là những người đã có cơ hội để tái lập cách biệt hai bàn dành cho cầu thủ Indonesia, nhưng đã bỏ lỡ. Trận đấu vẫn còn chưa đến hiệp phụ thứ hai thì tổng số phút đá bù giờ cho đội tuyển này đã lên đến khoảng 20 phút. Pha ra cũng là một màn tra tấn về thể lực với hai đội. Pha ra định đưa bóng cho đồng đội Marcelino, ngăn chặn là Chanarong, người lúc này đang đeo băng đội trưởng của U22 Thái Lan. Chanarong vừa rồi đã phán đoán rất tốt ý đồ phối hợp trọng biên của cầu thủ Indonesia. Một tình huống mà Pha ra đã thả bóng để cho Marcelino băng xuống. Marcelino có thể không ghi bàn trong trận chung kết này, nhưng anh vẫn là một cầu thủ đặc biệt quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Indra Safri. Rehan ném biên cho cầu thủ Indonesia. Đây đã là phút bù giờ thứ 7 của hiệp phụ đầu tiên. Và lại là phạt góc nữa dành cho cầu thủ Indonesia. Cú đánh đầu vừa rồi là của Marcelino Ferdinand. Rio Fabi. Fasa. Marcelino. Cú sút rất căng nhưng đã đi vào xa. Liên tiếp là nhiều cú sút được Marcelino Ferdinand thực hiện về phía khung thành đối phương trong trận đấu này, nhưng anh không một lần thành công. Đá phạt cho Indonesia. Đội trưởng Ricky Rito cùng với các đồng đội vẫn tiếp tục có cơ hội để có thể bảo toàn tỷ số để hướng tới việc giành được tấm huy chương vàng danh giá của môn bóng đá nam tại SEA Games 32. Hai đội sẽ đổi sân để bước vào hiệp phụ thứ hai. Những lợi thế rất lớn đang được dành cho cầu thủ U22 Indonesia khi họ đang có lợi thế rất bàn, đang có lợi thế thi đấu nhiều hơn một người và vẫn có thể tung hai cầu thủ nữa vào sân từ bằng ghế dự bị. Còn cầu thủ Thái Lan, nếu như những phút còn lại của hiệp phụ thứ hai họ có cầu thủ bị chấn thương thì sẽ phải chấp nhận tiếp tục phải thi đấu thiếu thêm người. Trên sân lúc này cầu thủ Thái Lan chỉ còn là 9 cầu thủ,
Còn cao thủ Indonesia có 10 cầu thủ. Sau hành trình vòng bảng rất dễ dàng và thắng tất cả các trận một cách thuyết phục, Indonesia đã gặp những đối thủ cân sức ở cả vòng bán kết và trận chung kết. Và trong cả hai trận đấu đó thì họ đều rất vất vả, và đều là những trận đấu kịch tính, có những tấm thẻ đỏ và có rất nhiều bàn thắng được ghi. Trận đấu bán kết, Indonesia là đội thiệt quân sau thẻ đỏ của Pratama Arhan, nhưng họ vẫn thắng 3-2 trước U22 Việt Nam với bàn thắng được ghi ở những cái bù giờ cuối cùng. Trong trận đấu này thì họ là đội bóng đang lợi hơn về quân số, chỉ bị đuổi một người, còn U22 Thái Lan đã bị đuổi tới hai người. Đây chính là bàn thắng rất quan trọng của Zawahiri, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, lên 3-2, vực dậy tinh thần cho các cầu thủ Indonesia và đưa họ đến rất gần chiến thắng. Lúc này Indonesia không chỉ đang dẫn trước mà còn có lợi thế hơn người. Trong hiệp 2 của trận này, các cầu thủ UAE Indonesia sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn ảnh của quý vị và các bạn. Hiệp phụ thứ 2 chuẩn bị bắt đầu. Beckham Putra là cầu thủ vào sân tiếp theo bên phía Indonesia. Người rời sân là Haikan, cầu thủ đã đá thay cho Pratama Arhan ở trận này. Với việc tung Beckham Putra vào sân để thay thế cho Haikan, có lẽ huấn luyện viên Indra Safri đang muốn các cầu thủ Indonesia sẽ tận dụng lợi thế hơn người để nới rộng thêm cách biệt. Marcelino phạt góc cho cầu thủ Indonesia. Lối đá thuộc về phía Faja. Trọng tài đã thổi phạt cầu thủ mang áo số 14 của UAE Indonesia trong tình huống xâm nhập vòng cấm vừa rồi. Faja, Beckham Putra. Rio Fami đi bóng rất thoải mái. Pha ra, quá tuyệt vời, 4-2. Mới chỉ là những phút đầu tiên của hiệp phụ thứ hai, nhưng bàn thắng vừa rồi của Pha ra, pha lập công thứ 5 của anh tại SEA Games lần này, có lẽ là dấu chấm hết cho những hy vọng lội ngược dòng của các cầu thủ Thái Lan. Bây giờ, bây giờ thì các cầu thủ Indonesia và các cổ động viên của họ có thể mở hội ăn mừng, mặc dù thời gian của hiệp phụ thứ hai vẫn còn, dẫn trước 2 bàn và còn được thi đấu hơn người. Tấm huy chương vàng chờ đợi 32 năm dài đằng đẵng bây giờ đang ở trong tầm tay một thế hệ trẻ tài năng của Indonesia. Rất nhiều khoảng trống
khi mà UAE Thái Lan chỉ còn 9 người và đã hết sức. Họ không còn khả năng đeo bám, tạo ra quá nhiều những vị trí để các cầu thủ áo đỏ có thể dứt điểm. Một cú ra chân đẳng cấp, một cú ra chân rất kín, tìm được khe hở giữa các hậu vệ của UAE Thái Lan và bóng đi sát với cầu dọc. Thủ môn Theragut và các hậu vệ của Thái Lan phán đoán về một tình huống mở bóng sang bên phía cánh phải, nhưng Forza đã tung ra một cú dứt điểm đầy quyết đoán. Bàn thắng thứ 5 của anh ở SEA Games 32. Forza lúc này có cùng thành tích với người đồng đội Sanata và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng của U22 Việt Nam, và ba người cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn. Một trận chung kết kéo dài, một trận chung kết quá kịch tính, quá hấp dẫn. Nhưng bây giờ cơ hội để lội ngược dòng là gần như không còn với cầu thủ Thái Lan nữa rồi. Họ một lần nữa trong trận đấu bị tái lập cách biệt 2 bàn và bây giờ còn đang thi đấu thiếu người. Không loại trừ khả năng trận đấu vẫn sẽ nóng ở thời điểm khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Josakon, đồng tác giả, đã bị bắt bài. Tiếng phạt Zohari. Zohari rất khỏe. Zohari. Zohari định đâm sâu vào trong khu vực 16-50 để tìm góc dứt điểm nhưng đã bị theo kèm rất chặt. Bây giờ thì gần như các cầu thủ Thái Lan chỉ còn chạy theo bóng mà thôi. Họ đã quá mệt rồi và lại chỉ còn có 9 người. Indonesia sẽ tha hồ kiểm soát bóng và thong dong trong khoảng thời gian còn lại của hiệp phụ thứ hai. Pha ra. Thêm một quả phạt góc nữa cho cầu thủ Indonesia. Có vẻ như trong thế trận như thế này, cầu thủ Indonesia còn muốn ghi thêm bàn thắng nữa, bởi đó là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Hai bàn cách biệt đến thời điểm này được coi là an toàn khi trận đấu đã bước sang hiệp phụ thứ hai và các cầu thủ Indonesia đã thi đấu nhiều hơn một người. Beckham Putra, Rio Fami. Rio Fami là cầu thủ đã không thể có một tình huống phá bóng quyết đoán ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai vì sợ bị thổi 11m và đã mang tới cơ hội để gỡ hòa 2-2 của Jasakon. Rio Fami, vị trí sở trường của anh là vị trí hậu vệ cánh phải, nhưng ngày hôm nay việc vị trí này đang được án ngữ bởi Bagas nên Rio Fami đã chuyển sang cánh đối diện để thay thế vị trí của hai can. Cầu thủ đã được cho ra nghỉ. Tấm huy chương vàng môn bóng nam SEA Games 32 còn cách cầu thủ Indonesia khoảng 10 phút nữa, cách biệt 2 bàn và đang thi đấu hơn người. Quá nhiều những lợi thế đang thuộc về thầy trò huấn luyện viên Indra Safri. Pha chọc khe rất thông minh, không có lỗi vi phạm. Đây là Bagas. Beckham Putra. Coi. Liên tiếp là những hội nguy hiểm trong vòng cấm dành cho cầu thủ áo đỏ nhưng chưa có được bàn thắng thứ 5. Đó là tình huống Beckham Putra đã phải xử lý giữa 3 cầu thủ của U22 Thái Lan. Rio Fami. Zohari. Người đang chuột rút là Chak Mongkol. Xin được lưu ý với quý vị là U22 Thái Lan đã hết quyền thay người. Nếu Chak Mongkol không thể thi đấu được nữa thì Thái Lan sẽ chỉ còn lại 8 cầu thủ trên sân.
đây có quá nhiều khả năng sẽ là lần thứ hai Thái Lan để thua trong một trận chung kết kể từ khi SEA Games hạn chế độ tuổi của các cầu thủ còn U23 hoặc là U22. Lần đầu tiên trước đó chính là trận thua trước U22 Việt Nam tại SEA Games năm ngoái. Trợ lý của huấn luyện viên Siafi đều là những danh thủ không khác gì những huyền thoại của bóng đá Indonesia, Kurniawan Yulianto và Bima Sakti. Đó là những người thi đấu cùng thời với những Lê Huỳnh Đức và Hồng Sơn, Trần Công Minh của đội tuyển Việt Nam. Thời gian thì vẫn còn nhưng có vẻ mọi thứ đã được an bài rồi. Ở trên sân Indonesia đang dẫn trước 2-0, thi đấu nhiều hơn một người và họ vẫn đang thi đấu vượt trội. U22 Thái Lan bây giờ gần như không còn khả năng để gây nguy hiểm đối với U22 Indonesia, mà ngược lại họ còn thường xuyên phải đối mặt với những pha bóng như thế này. Faza đã ngã nhưng trọng tài đã không thổi còi. Có lẽ tình huống vừa rồi Faza đã bị phạm lỗi và trọng tài đã cho trận đấu tạm dừng khi mà số 14 Faza vẫn đang nằm sân. Faza đã có động tác giả và khiến cho cầu thủ của Thái Lan có lẽ đã phạm lỗi với anh. Đúng như vậy. Chính xác thì đây phải là một tình huống mà trọng tài thổi phạt đối với Phong Sakon. Điểm phạm lỗi là ngoài khu vực 16m50. Tuy nhiên với cao thủ Indonesia thì giờ đây thổi phạt hay không có lẽ cũng không còn quá quan trọng với họ nữa, bởi bây giờ thì lợi thế đang là quá lớn rồi, khác hẳn với lợi thế so với khi Indonesia đang dẫn với tỷ số 2-1 ở những phút cuối của hiệp thi đấu chính thức 2. Nếu tính cả thời gian bù giờ của hiệp phụ thứ hai thì có thể là trận đấu còn khoảng 7 đến 8 phút nữa. Nhưng cách biệt hai bàn đến lúc này được coi là an toàn đối với U22 Indonesia. Họ đang thi đấu hơn người. Tinh thần thi đấu của cao thủ U22 Thái Lan gần như đã bị đánh sập và thể lực của đội bóng áo xanh bây giờ cũng không còn sung mãn nữa. Một trận đấu bào mòn thể lực của cao thủ hai bên. Đáng ngại hơn cả là phía cao thủ Thái Lan, họ đã hết quyền thay người và hậu vệ cánh Phong Sakon vẫn chưa thể tiếp tục quay trở lại sân. Hiện tại thì cao thủ Thái Lan chỉ còn 8 cầu thủ trên sân mà thôi. Reahan không việc gì phải vội vàng cả với cao thủ Indonesia. Giờ đây thì họ tự tin là có thể bảo toàn được thành quả để hướng tới việc giành huy chương vàng tại SEA Games lần này. Reahan, Ricky Rito, Marcelino, đây là Rio Fabi. Cầu thủ vào sân thay người này vẫn còn thể lực rất tốt. Marcelino quay không vào. Một pha vừa bật nhả trong vòng cấm đầy tự tin của Marcelino Ferdinand và Reahan. Rất may là cái tay của thủ thành Thirawut đã ngăn cản tình huống dứt điểm và ghi bàn của Marcelino Ferdinand. Đúng là Marcelino Ferdinand không có duyên trong trận chung kết này, nhưng không quan trọng. Điều quan trọng nhất là Indonesia có thể giành tấm huy chương vàng. Và đóng góp của Marcelino Ferdinand vẫn là điều không phải bàn cãi, vô cùng quan trọng trong chiến tích này.
Bây giờ thì nếu trận đấu có kéo dài thêm tiếp sau 120 phút thì Thái Lan cũng không có cơ hội. Mọi thứ đang ngang ngũ. Bây giờ có lẽ với hai đội chỉ còn là chờ tiếng còi mãn cuộc của trọng tài mà thôi. Tiếp tục là một thẻ đỏ. Thẻ đỏ dành cho Terasak. Thẻ vàng thứ hai của Terasak trong trận đấu này. U22 Thái Lan đã phải nhận tới 3 thẻ đỏ. Đã bị chốt quyền thi đấu bên phía U22 Thái Lan nếu chỉ tính các cầu thủ ở trên sân. Ở trận này là thủ thành Sopongwit, trung vệ Jonathan Kemdi và vừa rồi là tiền đạo Terasak. Thẻ đỏ, 4 bàn thua và những tình huống rất đáng quên. Một trận chung kết chắc chắn là các cổ động viên của bóng đá Thái Lan không muốn nhớ. Burachet. Những nỗ lực cuối cùng của U22 Thái Lan. Quá mệt rồi. Chan Arong đã không còn sức nữa để thực hiện đường chuyền dành cho đồng đội. Hiệp phút thứ hai chuẩn bị bước sang thời gian bù giờ. Pha ra 4-2 rất thuận lợi nhưng vẫn chưa có được bàn thắng thứ năm. Bật con Bekaputra 5-2, chiến thắng quá tưng bừng dành cho cầu thủ Indonesia. Lợi thế hơn người đã được cầu thủ áo đỏ phát huy tối đa. Kể cả chưa có bàn thắng thứ năm vừa rồi thì tấm huy chương vàng cũng khó có thể thoát khỏi cầu thủ Indonesia khi mà trong hiệp phụ họ đã phát huy được lợi thế hơn người của mình để tạo cách biệt hai bàn thêm một lần nữa. Và bây giờ cách biệt là 3-3 rồi. Những giọt nước mắt quá hạnh phúc của Bekaputra. Vừa vào sân chỉ ít phút thôi, Bekaputra đã ghi tên mình lên bảng tỷ số. Một cầu thủ dự bị cũng rất có duyên ở giải đấu này. Bekaputra là người đã được lựa chọn đá chính trong trận đấu đầu tiên tại vòng bảng của Indonesia, nhưng màn trình diễn mờ nhạt của cầu thủ mang áo số 10 này sau đó đã khiến cho anh liên tiếp để mất vị trí đá chính. Nhưng ngày hôm nay khi được trao cơ hội vào sân từ băng ghế dự bị và trong hiệp phụ thứ hai, anh đã ghi bàn. Có lẽ là trận đấu đã kết thúc đúng như vậy. Tỷ số đã an bài. Kết quả chung cuộc, U22 Indonesia đã giành chiến thắng trước U22 Thái Lan sau thời gian hiệp phụ với chiến thắng chung cuộc 5-2. Tấm huy chương vàng mà bóng đá nam của Indonesia chờ đợi suốt 32 năm cuối cùng đã tới với thầy trò huấn luyện viên Indra Safri. Một trận chung kết căng thẳng, kịch tính và quá nóng bỏng. Một trận đấu làm việc mỏi tay của trọng tài người Oman, trọng tài chính ông Ali Kasim, khi đã phải rút ra tổng cộng là 7 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng. Xin được chúc mừng các cổ động viên của Indonesia. Và U22 Thái Lan cũng đã phải nhận thất bại trước U22 Indonesia. Đội bóng tại bán kết đã vượt qua đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta đầy may mắn trong thế phải thi đấu thiếu người. Tỷ số chung cuộc là 5-2 nghiêng về phía U22 Indonesia. Quý vị khán giả thân mến, buổi tường thuật của Đài Truyền hình Việt Nam trận đấu chung kết tranh huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32 giữa hai đội tuyển U22 Thái Lan và U22 Indonesia ngày hôm nay xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây sẽ là phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi.